Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 141. Tiêu Phàm nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ ở huyết ma luyện ngục bên trong nhường linh hồn chi lực đột phá đại đế cảnh trung kỳ, càng không nghĩ đến, bản thân dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu. Nếu như hắn hiện tại muốn đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể làm được. Bất quá Tiêu Phàm lại không có, ở không có lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, thời không pháp tắc cùng phong chi pháp tắc đệ tứ trọng lúc, hắn không nghĩ qua phóng ra một bước này. Bởi vì một khi đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, mặt khác pháp tắc liền sẽ cùng hắn sinh ra một loại bài xích, hắn muốn tiếp tục lĩnh ngộ, vậy liền càng thêm khó khăn. Tiêu Phàm là một cái bảo trì bình thản người, tự nhiên sẽ không xúc động. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm hai tay chấn động. Từng đạo ánh sáng màu đỏ ngòm từ trên người hắn nở rộ mà ra, hóa thành một phiến huyết sắc thế giới, bao phủ chu vi hơn trăm dặm. Huyết sắc thế giới bên trong, phát ra một cỗ bạo lệ khí tức, cho người nhìn mà phát khiếp. Đây chính là pháp tắc lĩnh vực uy lực sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng kinh ngạc không thôi. Khó trách thế nhân đều nói thần vương cảnh hậu kỳ cùng thần vương cảnh đỉnh phong tầm đó chênh lệch là thiên địa cái hào rộng, này mặc dù có chút khoa trương. Nhưng này chênh lệch xác thực không phải bình thường lớn. Hắn hiện tại lĩnh ngộ sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu, chỉnh thể thực lực chí ít tăng cường gấp 5 lần có thừa, tất cả những thứ này, đều là sát lục pháp tắc lĩnh vực mang đến. Tiêu Phàm tự tin, lấy hắn hiện tại thực lực, nếu như gặp gỡ bình thường đại đế cảnh tiền kỳ, hoàn toàn không cần quá mức bị động. Không nói chém giết, chí ít chính diện giao phong hoàn toàn không có vấn đề gì. Lĩnh ngộ cùng một loại pháp tắc ảo diệu đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong quả thật có ưu thế, nếu như là lĩnh vực một loại pháp tắc mấy loại ảo diệu, muốn lĩnh ngộ ra pháp tắc lĩnh vực, còn phải đem mấy loại ảo diệu dung hợp mới được, mà lĩnh ngộ cùng một loại ảo diệu, trực tiếp liền có thể hình thành lĩnh vực. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng. Khó trách Bạch Ma nói cho hắn, lĩnh vực cùng một loại pháp tắc ảo diệu, muốn so lĩnh ngộ một loại pháp tắc mấy loại ảo diệu muốn gian nan. Bởi vì nhường một loại pháp tắc ảo diệu đột phá quá trình, liền là dung hợp quá trình. Hai loại này phương pháp nhưng thật ra là trăm sông đổ về một biển, một loại là ở đột phá quá trình bên trong tiêu phí càng nhiều thời gian, mà một loại là đột phá thần vương cảnh đỉnh phong sau đó lại hoa thời gian. Hồi lâu, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn về phía bốn phía xương máu mênh mông thế giới, hắn kinh ngạc phát hiện, chung quanh huyết ma dĩ nhiên đều biến mất hết. Chẳng lẽ đều bị ta luyện hóa xong, Tiêu Phàm nghĩ thầm. Hắn chỗ nào biết rõ, những cái kia huyết ma căn bản không phải hắn cho luyện hóa xong, mà là cương mới vừa lĩnh ngộ sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu lúc, trực tiếp đem tất cả huyết ma đều cho làm thịt. Về phần những cái kia huyết ma linh hồn năng lượng, cũng toàn bộ bị hắn hấp thu. Nếu không mà nói, hắn linh hồn chi lực căn bản không có khả năng thật đột phá đại đế cảnh trung kỳ. Lại càng không cần phải nói khí tức hoàn toàn ổn định lại. Không biết ở chỗ này ngây người bao lâu, cũng nên rời đi. Tiêu Phàm tự nói một tiếng, bắt đầu tìm kiếm lấy cửa ra. Mảnh này huyết sắc thế giới không phải rất lớn, lấy Tiêu Phàm bây giờ linh hồn lực lượng, hoàn toàn có thể toàn bộ bao trùm, cũng liền chu vi 3 vạn giảm tả hữu. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng ngưng trọng. Một khắc sau, Tiêu Phàm bỗng biến mất ở nguyên chỗ, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, một lát sau, hắn liền đi tới đỉnh một ngọn núi. Đứng ở đỉnh núi, Tiêu Phàm ngắm nhìn qua phía trước không trung, nếu như những người khác nhìn thấy cảnh sắc trước mắt, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Chỉ thấy Tiêu Phàm ở sơn phong không trung, có một đạo huyết sắc quang hoa lơ lửng tại đó, cẩn thận xem xét, kia lại là một cái lơ lửng cửa đá. Cửa đá phía trên phủ đầy đường vân. Phát ra một cỗ lạnh lẽo khí tức, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Nó lơ lửng tại đó, tựa như tuyên cổ trường tồn, một mực đứng sừng sững trong thiên địa. Huyết sắc thạch môn, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, không biết tại sao, này cửa đá dĩ nhiên cho hắn một loại quen thuộc cảm giác, tựa như đã từng nhìn thấy qua. Loại cảm giác này 10 phần quái dị, nhưng lại cực kỳ chân thực. Này khí tức, cùng huyết u minh có chút tương tự, Tiêu Phàm hít sâu một cái. Đột nhiên, hắn phóng ra bước chân, chậm rãi hướng về kia huyết sắc thạch môn đi đến, hắn rất muốn biết rõ, này cửa đá là thứ gì. Mấy tức thời gian, Tiêu Phàm liền đi tới cửa đá trước mặt,
cửa đá phía trên lập lòe nhàn nhạt quang hoa, hình thành một màn ánh sáng, đem cửa đá bao phủ ở bên trong. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, chậm rãi duỗi ra tay phải, hướng về huyết sắc thạch môn đẩy đi. Này cửa đá cho hắn một loại 10 phần quái dị cảm giác, tuy nhiên hắn có thể nhìn thấy cửa đá chung quanh, nhưng hắn tin tưởng, nếu là đẩy ra cửa đá, nhất định sẽ mở ra một cái kỳ lạ thế giới. Ly khai a, nơi này không phải ngươi có thể tới. Cũng liền ở Tiêu Phàm tay phải sắp đụng chạm đến cửa đá một sát na kia, một đạo ung dung thanh âm ở hư không vang lên, Tiêu Phàm thân hình nháy mắt dừng lại ở đó. Ai, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía, đáng tiếc, lại là không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. Bất quá một khắc sau, Tiêu Phàm ánh mắt nháy mắt rơi ở trên cửa đá, trên mặt lộ ra kinh hãi, đồng thời lui về sau mấy bước, sợ hãi nhìn xem cửa đá. Ngươi dĩ nhiên có thể nói chuyện, Tiêu Phàm chỉ cửa đá, một mặt bất khả tư nghị nói. Không sai, vừa mới nói chuyện chính là huyết sắc thạch môn, giờ phút này cửa đá phía trên, còn lộ ra một khuôn mặt người, tựa như một cái giả nua lão giả, cũng đã gần đất xa trời. Thế gian chủng tộc ngàn vạn, ngươi chưa thấy qua có nhiều lắm. Huyết sắc thạch môn mở miệng nói, thanh âm có chút khàn khàn. Trong lòng lại là thầm than một tiếng, thế hệ này tu la tử, thực lực cũng quá kém. Ngươi là thạch nhân tộc, Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Lúc trước hắn nhìn thấy thạch thánh lúc, không phải cũng là như thế kinh ngạc sao? Thạch nhân tộc, xem như giữa thiên địa cực kỳ cường hoành to lớn chủng tộc, có thể nói chuyện có cái gì quái gì. Cũng trách Tiêu Phàm cho đến nay, ngoại trừ gặp qua một chút thú tộc bên ngoài, đại bộ phận gặp được đều là nhân tộc, nên trước tiên không có hướng cái phương hướng này nghĩ. Không nghĩ đến hắn dĩ nhiên lựa chọn ngươi. Huyết sắc thạch môn dò xét Tiêu Phàm lúc này, đột nhiên nói một câu mạc danh kỳ diệu lời nói. Tiêu Phàm sững sờ, không biết huyết sắc thạch môn là có ý tứ gì. Lúc này, huyết sắc thạch môn lại nói, trên người ngươi có tộc ta khí tức, ngươi gặp qua tộc nhân ta. Nếu như tiền bối nói tới là thạch nhân nhất tộc mà nói, ta xác thực gặp qua. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Lấy ngươi thực lực, tiến vào đệ tam tầng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người đi đi. Huyết sắc thạch môn không có nói thêm cái gì, cũng không có cùng Tiêu Phàm tiếp tục giao lưu ý tứ. Đi, Tiêu Phàm hơi hơi trầm xuống, hắn còn nghĩ từ huyết sắc thạch môn trong miệng moi ra một chút tin tức đây, không nghĩ đến huyết sắc thạch môn dĩ nhiên trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Bất quá Tiêu Phàm cũng từ huyết sắc thạch môn trong miệng nghe được một chút tin tức, này cửa đá sau đó, hẳn là thông hướng huyết ma luyện ngục đệ tam tầng nhập khẩu. Tiền bối, Tiêu Phàm hít sâu một cái, còn muốn hỏi thăm cái gì? Nhưng mà, nghênh đón hắn, lại là một đạo huyết sắc cửa đá hư ảnh, một cỗ cuồng bạo lực lượng hướng về Tiêu Phàm nộ oanh mà đến. Ở đạo này huyết sắc thạch môn hư ảnh đánh xuống, Tiêu Phàm căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ cảm giác chung quanh không gian phá toái, thân thể không nghe sai khiến, trực tiếp rơi vào hắc ám hư vô. Ngươi tới quá sớm, làm hắc ám biến mất thời khắc. Huyết sắc thạch môn bên trong lại truyền tới một đạo thăm thẳm thanh âm. Ủng hộ CVT, một phiến huyết sắc sườn đồi bên bờ, đứng đấy vô số thân ảnh, tất cả mọi người trên người đều phát ra một cỗ cực kỳ cường hoành khí tức, liền hư không đều dường như tiếp nhận không được đám người uy áp. Huyết sắc sườn đồi phía dưới, bao phủ nồng đậm huyết sắc vũ khí quay cuồng không thôi, thỉnh thoảng tản mát ra một trận tiếng gầm. Giờ phút này, tất cả mọi người đều thần sắc khẩn trương vô cùng, tựa như đang đợi cái gì. Cửu U luyện ngục rốt cuộc phải mở ra, ta tu la tộc mạnh nhất tu la tử rất nhanh liền muốn sinh ra, có lẽ ta tu la tộc muốn tái hiện đã từng huy hoàng. Giờ khắc này, chúng ta đã chờ đợi hơn 100 vạn năm, một lần này, khẳng định có người có thể lấy được đời trước tộc trưởng tán thành. Đúng vậy a, ta tu la tộc cũng đã hơn 100 vạn năm không có tộc trưởng, tưởng tượng năm đó. Ta tu la tộc thế nhưng là ngang dọc thái cổ thần giới, chính là nhân tộc ba đại thế lực một trong, bây giờ lại lưu lạc đến bước này. Yên tâm đi, ta tu la tộc quật khởi ngay ở trước mắt, thế hệ này 9 đại tu la tử, là này 100 vạn năm qua, đông đảo tu la tử bên trong mạnh nhất, khẳng định có người có thể thành công. Một chút tu sĩ nhìn chằm chằm huyết sắc sườn đồi bên bờ 9 đạo thân ảnh, xì xào bàn tán, mỗi người trong mắt đều lóe qua nồng đậm chờ mong ý. Cửu U luyện ngục sắp mở ra, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này,
một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, mở miệng là một cái hắc bào lão giả. Lão giả da rẻ phát ra một loại kim loại quang trạch, đây là nhục thân cứng cỏi đến cực điểm thể hiện. Bốn phía tu sĩ nhìn thấy hắc bào lão giả, trong mắt đều là nồng đậm kính sợ ý. Chuẩn bị xong, đứng ở huyết sắc sườn đồi bên bờ chín đạo thân ảnh toàn bộ đều hét to nói, trên người cổ động lấy một cỗ cường hoành khí thế. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra trong đó một người tới. Các ngươi chín người, chỉ có một người có thể sống sót đi ra, hiện tại còn có lựa chọn chỗ trống. Hắc bào lão giả tiếp tục nói, trong mắt lóe qua một vòng tinh quang. Nhưng mà, vài cái hô hấp đi qua, phía trước chín người vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở đó, giống như chín chuôi thần kiếm đồng dạng, chán phóng dị dạng quang mang. Rất tốt, lúc này mới không hổ là ta Tu La tộc thiên tài. Hắc bào lão giả hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn cách đó không xa mấy người một cái, tựa như tại hạ đạt cái nào đó mệnh lệnh một dạng. Quả nhiên, một khắc sau, liền có 10 cái hắc bào nhân đạp không mà lên, xuất hiện ở huyết sắc sườn đồi phía trên, đám người bóp tay đánh ra từng đạo rườm rà thủ quyết. Ngay sau đó, phía dưới xương máu quay cuồng càng thêm lợi hại, từng đầu huyết sắc Tu La phù hiện, mang theo dữ tợn khuôn mặt, phát ra huyết tinh khí tức. Những người khác nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều thần sắc siết chặt, một chút nhát gan tu sĩ càng là dọa đến lui về phía sau mấy bước. Lui ra phía sau, hắc bào lão giả vung cánh tay lên một cái, những người khác toàn bộ đều đạp không mà lên, rơi vào nơi xa đỉnh núi, quan sát lấy phía trước chiến đấu. Huyết sắc sườn đồi bên bờ chín người nháy mắt cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực, bộ mặt đều biến vặn vẹo, bất quá bọn họ vẫn như cũ không có lui ra phía sau một bước, cắn chặt răng kiên trì. Ta nhất định muốn chịu đựng, chỉ có tiến vào cửu u luyện ngục, lấy được Tu La tộc truyền thừa, mới có thể đánh bại hắn. Trong đó một cái bạch bào thanh niên nắm đấm nắm chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết sắc phụ hải. Mặt khác 8 người cũng đồng dạng như thế, ánh mắt kiên nghị đến cực điểm. Bọn họ cộng đồng mục tiêu, là tiến vào cửu u luyện ngục, lấy được Tu La tộc truyền thừa, trở thành Tu La tộc một đời mới tộc trưởng. Nhưng mà, muốn đi vào cửu u luyện ngục cũng không dễ dàng, chỉ là lúc này khảo nghiệm, 9 người đều chưa hẳn có thể thông qua. Một khi tiến vào cửu u luyện ngục bên trong, 9 người liền là đối thủ, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Bởi vì có thể từ cửu u luyện ngục bên trong sống sót đi ra, nhiều nhất cũng chỉ có một người, hơn nữa còn là tốt nhất kết quả. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, kia chính là 9 người toàn bộ đều chôn xương trong đó, không một người có thể sống sót đi ra. Oanh, đột nhiên, từng tiếng kinh thiên nổ vang truyền đến, lại là huyết sắc phụ hải bên trong Tu La xương máu, đột nhiên tránh thoát khống chế, hướng về 9 người giết tới. 9 người nhìn thấy, sắc mặt biến hóa, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện huyết sắc phụ hải phía trên, một đạo kết giới chậm rãi mở ra, tựa như là thông hướng một cái thế giới khác nhập khẩu. Đi vào, lúc này, hắc bào lão giả bỗng một tiếng quát như sấm. 9 người nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nóng rực quang mang, lập tức nhao nhao đạp không mà lên, hướng về huyết sắc phụ hải trung trùng đi, cơ hồ không muốn sống một dạng. Đồng thời, 9 người thân thể một trận biến hóa, toàn bộ đều biến thành Tu La bộ dáng, trên người khí thế bỗng bạo tăng không chỉ gấp mấy lần. Bất quá, những cái kia huyết sắc Tu La hư ảnh có vẻ như cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó, nháy mắt ngăn cản 9 người đường đi, điên cuồng hướng về 9 người vồ giết mà đến. Giết, 9 người quát to một tiếng, phát ra bá đạo mà lại cuồng dã khí tức, từng quyền đánh phía những cái kia Tu La hư ảnh. Đại trưởng lão, ngươi nói một lần này có người có thể thành công không? Cách đó không xa sơn phong phía trên, một cái khôi ngô nam tử trung niên trên mặt lộ ra lo lắng. Nhất định có thể thành công, hắc bào lão giả nắm đấm nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng hắn mình cũng không xác định. Qua nhiều năm như vậy, cửu u luyện ngục cũng đã mở ra vô số lần, có thể cuối cùng không có một người có thể sống sót đi ra. Thậm chí, có thể thành công xông qua Tu La hư ảnh đều cực kỳ thưa thớt, nhưng là, hắn thân làm Tu La tộc đại trưởng lão, không thể không ôm lấy một tia này hy vọng. Nhớ năm đó, Tu La tộc tiếu ngạo thái cổ thần giới, vô số chủng tộc cúi đầu xưng thần. Mà hiện tại, Tu La tộc chỉ có thể co giúp ở một vực chi địa,
liền đế vực đều có thể tùy tiện cho bọn hắn sắc mặt. Xem như Tu La tộc đại trưởng lão, hắn quá hy vọng Tu La tộc quật khởi. Giống như tiếp tục suy sụp xuống, đoán chừng không cần bao lâu, Tu La tộc liền sẽ hoàn toàn biến mất ở Thái Cổ thần giới, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Nếu như lần này có thể thành công, rất có hy vọng hẳn là Thần Vô Thiên cùng Lãnh Vô Tình hai người. Lại một cái trưởng lão hít khẩu khí nói. Thần Vô Thiên cùng Lãnh Vô Tình, chính là ta Tu La tộc vạn năm không ra thiên tài nhân vật, hai người bọn họ nhất định có thể thành công, đáng tiếc, trong bọn họ phải có một chết, tùy tiện ai tử vong, đối ta Tu La tộc tới nói, đều là một tổn thất lớn. Kia khôi ngô nam tử trung niên gật gật đầu nói. Nếu như không phải Kình Thiên làm mất ta Tu La tộc bách sát đế lệnh, ta Tu La tộc sớm vạn năm liền khả năng quật khởi. Một cái hung ác nham hiểm nam tử hừ lạnh một tiếng. Những người khác một trận trầm mặc, bọn họ náo hải bên trong đồng thời phù nhớ tới một trương khuôn mặt, lập tức không ít người trên mặt hiện lên kết thúc. Các ngươi nhìn, Thần Vô Thiên cùng Lãnh Vô Tình hai người đã nhanh xông qua. Đột nhiên, một tiếng kinh hô hấp dẫn đám người lực chú ý. Đám người ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về huyết sắc phụ hải bên trong nhìn lại, không ít người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng mà một khắc sau, rất nhiều người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tựa như sống gặp quỷ một dạng. Tu La tử không phải 9 người a, làm sao đột nhiên xuất hiện người thứ 10? Một cái tuổi trẻ tu sĩ trực tiếp kinh hô mà ra, quái kêu một tiếng. Người thứ 10, những người khác nghe vậy, ánh mắt ở huyết sắc phụ hải bên trong liếc nhìn lên, quả nhiên như thanh âm kia nói, huyết sắc phụ hải bên trong, giờ phút này dĩ nhiên nhiều một người. Bởi vì 9 cái Tu La tử tiến vào huyết sắc phụ hải lúc, toàn bộ đều biến thân thành Tu La chi thể. Chỉ có kia thêm ra đến một người, lại là một bộ hắc bào, còn là nhân loại bộ dáng. Nhưng là hắn trên người tản mát ra khí tức, lại hoàn toàn là Tu La tộc không thể nghi ngờ. Hẳn là ai tu luyện phân thân phương pháp a? Đại trưởng lão trầm ngâm lúc này, nghĩ nghĩ nói ra. Những người khác cũng gật gật đầu. Bởi vì cũng chỉ có cái này giải thích mới có thể giải thả thông, huyết sắc phụ hải bên trong tại sao đột nhiên thêm ra đến một người. Dù sao, này cửu u luyện ngục, thế nhưng là không phải là Tu La tộc nhân không thể tới gần, kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, căn bản không ai có thể giả mạo. Nếu như nói, còn có người biết rõ xảy ra chuyện gì sự tình, vậy cũng chỉ có đang cùng Tu La hư ảnh chém giết một cái Tu La tử. Cái này Tu La tử không phải kẻ khác. Chính là Thần Vô Tâm. Nếu như hắn nghe được đại trưởng lão lời nói, đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường. Đi ngươi nha phân thân phương pháp, cái này hắn nha ở đâu là phân thân, kia rõ ràng là một cái người sống được a. Cũng khó trách Thần Vô Tâm như thế phiền muộn, bởi vì người kia hắn còn nhận biết, thậm chí quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn làm sao biết đột nhiên xuất hiện ở đây? Thần Vô Tâm một quyền đánh lui một đầu Tu La hư ảnh. Kinh hãi nhìn xem đạo kia hắc bào thân ảnh. Hắn não hải bên trong bỗng toát ra một cái quái dị ý nghĩ, kia chính là đối phương là từ cửu u luyện ngục bên trong đi ra. Không có khả năng, cửu u luyện ngục, chỉ có Tu La tộc trưởng lão mới có thể mở ra nhập khẩu. Thần Vô Tâm lại nháy mắt hủy bỏ ý nghĩ này, trong mắt tóe bắn ra hai đạo lăng lệ quang mang. Lập tức hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia hắc bào thân ảnh, âm thầm trầm ngâm nói, Tiêu Phàm. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Không sai, thân ảnh kia không phải kẻ khác, chính là bị huyết sắc thạch môn đập bay Tiêu Phàm. Có lẽ là huyết sắc thạch môn coi là Tiêu Phàm là Tu La tộc nhân, trực tiếp một bàn tay đem Tiêu Phàm cho phiến đến Tu La tộc. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng là phiền muộn không thôi, hắn chỉ biết là mình bị huyết sắc thạch môn một kích kia đánh bay, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bất quá không lâu sau đó, hắn liền phát hiện bản thân xuất hiện ở một phiến huyết sắc mê vụ chi bên trong, bốn phía đột nhiên toát ra rất nhiều Tu La hư ảnh, đang điên cuồng công kích hắn. Những cái này Tu La hư ảnh thực lực cực kỳ cường đại, mạnh nhất dĩ nhiên không kém gì đại đế cảnh tiền kỳ, đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là linh hồn lực lượng mà thôi. Nếu như là chân chính đại đế, cho dù là hắn linh hồn chi lực đột phá đại đế cảnh trung kỳ, cũng không có khả năng là những cái này Tu La hư ảnh đối thủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng sự tình liền là huyền diệu như vậy, những cái này Tu La hư ảnh, cùng huyết ma căn bản không có cái gì khác nhau, thậm chí có thể nói, bọn họ liền là huyết ma.
Tiêu Phàm đối mặt đại đế cảnh hậu kỳ huyết ma đều không e ngại, huống chi bây giờ gặp gỡ đại đế cảnh tiền kỳ huyết ma đây. Hắn linh hồn chi lực phóng thích mà ra, tu la hư ảnh cơ hồ chỉ có bị hắn nghiền ép phần. Tiêu Phàm bỏ ra một đoạn thời gian, rốt cục toát ra huyết sắc phụ hải, khi hắn nhìn thấy phía trên dĩ nhiên còn có người cùng tu la hư ảnh đang chiến đấu thời điểm, trên mặt hắn cũng rốt cục lộ ra vui mừng. Gặp được người sống, hắn cũng biết rõ, bản thân rốt cục rời đi kia địa phương quỷ quái. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy kia chín cái biến thành tu la từ lúc, Tiêu Phàm con ngươi lại thu rụt một cái. Nếu như chỉ là đối mặt một chút huyết ma cùng tu la hư ảnh, hắn Tiêu Phàm hoàn toàn không hề sợ hãi. Nhưng nếu là đối mặt chân chính tu la, vậy coi như phiền toái, đại đế cảnh tu la, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Không có đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, hắn cũng không cho rằng bản thân nắm giữ cùng một nhóm đại đế cảnh tu la chiến đấu tư cách. Ngươi là ai, lại dám xông vào cửu u luyện ngục? Đột nhiên, một tiếng gầm thét ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Nguyên lai các ngươi có linh trí a? Tiêu Phàm mỉm cười, lập tức sắc mặt bỗng biến đổi, nói, ngươi nói cái gì, nơi này là cửu u luyện ngục. Cửu u luyện ngục là địa phương nào, Tiêu Phàm quá là rõ ràng. Phải biết, hắn thế nhưng là mới từ huyết ma luyện ngục bên trong đi ra a. Cửu u luyện ngục, huyết ma luyện ngục cùng sát lục luyện ngục, thế nhưng là hợp xưng tu la tộc ba đại luyện ngục a, bản thân mới vừa thoát ly lang huyệt, lại vào hổ khẩu. Dám giả mạo ta tu la tộc nhân, chết. Tiêu Phàm thất thần thời khắc, kia tu la đột nhiên ra sức hướng về hắn vồ giết mà đến, cuồng bạo khí thức liền hư không đều tiếp nhận không được. Nơi xa, tu la tộc trưởng lão nhóm nhìn thấy tất cả những thứ này, sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống. Hỗn trướng, bọn họ làm sao hiện tại liền đánh nhau? Người kia là mạch nào? Một cái trưởng lão giận dữ hét. Cũng khó trách hắn sinh khí, hiện tại có thể còn không có tiến vào cửu u luyện ngục đây, liền bắt đầu tự tương tàn sát, đến lúc đó nếu là người bị trọng thương, muốn ở trong cửu u luyện ngục sống sót cơ hồ là không có khả năng. Dựa theo lẽ thường tới nói, bọn họ ở tiến vào cửu u luyện ngục trước đó, hẳn là hiệp lực hợp tác mới đúng. Coi như không hợp tác, cũng không nên tự tương tàn sát a. Mặt khác trưởng lão cũng nhíu mày, trong mắt lóe qua một tia không thích. Chỉ có đại trưởng lão híp híp hai mắt, trầm ngâm nói, kia người thứ 10, không phải ta tu la tộc, cái gì? Mặt khác trưởng lão cũng kinh hãi không thôi, sắc mặt đại biến. Không có khả năng, đại trưởng lão, người kia trên thân khí tức tuyệt đối là ta tu la tộc không thể nghi ngờ. Khôi Ngô nam tử hét lớn. Những người khác cũng gật gật đầu, bọn họ không quen biết người, nhưng khí tức tuyệt đối sẽ không phán đoán sai. Coi như một người phán đoán sai lầm, chẳng lẽ tất cả mọi người đều sẽ nhìn lầm sao? Hắn là tu la tộc, nhưng không phải ta huyết u cổ vực. Đại trưởng lão lại bổ sung một câu. Những người khác nghe vậy, trên mặt lóe qua một vòng dị sắc, bọn họ rất rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng. Nếu như không phải huyết u cổ vực tu la tộc, nếu là chiếm được tu la tộc truyền thừa, đối với huyết u cổ vực tu la tộc tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn. Đám người trầm mặc không nói, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm huyết sắc phụ hải. Lúc này, Tiêu Phàm đã cùng kia tu la đã nhanh muốn đụng vào nhau. Bọn họ rất hy vọng, có người có thể diệt Tiêu Phàm. Oanh, một tiếng nổ vang truyền ra, huyết sắc phụ hải bên trong xương máu bốc lên không thôi, hủy diệt tính năng lượng ba động hướng về tứ phía bát phương dập dần mà đi. Một khắc sau, làm cho tất cả mọi người hít một hơi lạnh là, đánh phía Tiêu Phàm cái kia tu la tộc, trực tiếp bị Tiêu Phàm một quyền cho đánh bay, một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Đồng thời, kia tu la tộc càng là giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng, nhanh chóng hướng về huyết nhai phía trên bay ngược mà ra, sau đó trùng điệp đập ở trên mặt đất. Tiêu Phàm hơi sững sờ, nhìn một chút bản thân nắm đấm, một mặt không thể tin nói, yếu như vậy. Yếu như vậy, Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng ở trận có thể đều là tu la tộc tinh anh a, nhĩ lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, đều có thể rõ ràng nghe được Tiêu Phàm lời nói. Tất cả mọi người khóe miệng giật một cái kia bị Tiêu Phàm đánh bay tu la thế nhưng là tu la tử A, thần vương cảnh cường giả tối đỉnh, cùng tuổi một đời bên trong người nổi bật. Nhưng Tiêu Phàm đánh giá lại là yếu như vậy, này hoàn toàn là đánh bọn họ tu la tộc mặt A. Tu la tộc chúng trưởng lão nghe được Tiêu Phàm lời nói,
cũng là thần sắc lấp lóe không yên, không phải Tiêu Phàm lời nói khiếp sợ đến bọn họ, mà là Tiêu Phàm thực lực quá mạnh. Bọn họ rất rõ ràng cái kia bị Tiêu Phàm đánh bay Tu La thực lực, dù là ở huyết u cổ vực Tu La tộc cùng tuổi một đời bên trong, cũng là top 10 tồn tại. Nếu không mà nói, người kia cũng không có khả năng trở thành Tu La tử. Nhưng đường đường Tu La tử, nhưng ngay cả Tiêu Phàm một quyền đều tiếp nhận không được, này khiến bọn họ như thế nào không chấn kinh đây. Đám người ánh mắt rất nhanh rơi vào cái kia bị Tiêu Phàm đánh bay Tu La tử trên người, lại là phát hiện kia Tu La tử đã bị đánh về hình tròn, co quắp mềm ở trên mặt đất, máu me khắp người, không biết sống chết. Mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Tiêu Phàm một quyền mà thôi. Tiêu Phàm nghiễm nhiên không có phát hiện ngoại giới có nhiều người như vậy theo dõi hắn, hắn còn tưởng rằng bản thân tiến nhập cửu u luyện ngục. Dựa theo hắn hai lần trước tiến vào sát lục luyện ngục cùng huyết ma luyện ngục kinh nghiệm, vô luận dị ma, hay là huyết ma, hoặc là tu la, đều hẳn là hắn địch nhân. Chỉ là hắn không nghĩ đến, ngăn giết bản thân tu la, dĩ nhiên thực lực như vậy kém cỏi. Lập tức, hắn ánh mắt nháy mắt khóa chặt mặt khác tu la tử, trong mắt lóe qua một vòng lăng lệ quang mang. Tiêu Phàm không có phát hiện là, trong đó một cái tu la tử nhìn thấy hắn đánh bay một người sau đó, sắc mặt tụ biến, trong mắt càng là lộ ra vẻ khó tin. Người này tự nhiên liền là thần vô tâm, hắn đã sớm nhận ra Tiêu Phàm, nhưng hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm thực lực dĩ nhiên cường đại đến như thế đáng sợ cấp độ. Cái kia bị Tiêu Phàm đánh bay người, thực lực có thể không ở hắn phía dưới a. Người kia đều tiếp nhận không được Tiêu Phàm một quyền, vậy hắn thì sao? Nghĩ tới cái này, thần vô tâm mí mắt một trận cuồng loạn, trong lòng nháy mắt lạnh từ đầu tới chân. Mà lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt lại là khóa chặt trong đó một cái tu la, thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở cái kia tu la trước mặt. Kia tu la sắc mặt biến đổi, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, dĩ nhiên có người dám chủ động đối với hắn xuất thủ. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm một quyền cũng đã hung hăng đập ở dưới hắn dính, một ngụm máu tươi kẹp theo mấy khỏa răng máu bay vụt mà ra, cả người giống như đạn pháo một dạng bắn về phía hư không, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Vẫn là quá yếu, Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Hắn cũng không phải đang đả kích Tu La tộc, mà là hắn thật cho rằng như vậy, hắn nguyên bản coi là những cái này Tu La có thể cho hắn tạo thành một điểm áp lực, nhường bản thân ma luyện một cái. Nhưng sự thật nhường hắn thất vọng rồi, những cái này Tu La, hoàn toàn không phải hắn một kích địch. Phải biết, hắn hiện tại cũng còn không có biến thân a, nếu như biến thân mà nói, đoán chừng vừa mới một quyền liền đem hai cái kia Tu La oanh bạo. Giết hắn, mặt khác Tu La nhìn thấy, toàn bộ đều sát tâm nổi lên, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà tới. Chỉ có thần vô tâm đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, thậm chí quên đi chung quanh Tu La hư ảnh, không cẩn thận bị một tôn Tu La hư ảnh đánh trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đến vừa vặn, dạng này mới có chút áp lực, Tiêu Phàm nhìn thấy 6 cái Tu La đánh tới, chẳng những không có e ngại, ngược lại thiêu đốt lên một cỗ chiến ý. Một cái tu la, cũng đã đối với hắn không có bất luận cái gì áp lực, nếu như 6 người đồng thời liên thủ mà nói, hắn ngược lại là muốn cẩn thận đối phó một phen. Bất quá Tiêu Phàm lại không biết, mình nói, y nguyên bị nơi xa tu la tộc nhân nghe vào trong tai, nhất là những cái kia trưởng lão. Trưởng lão giờ phút này sắc mặt tái nhợt, khó coi đến cực điểm. Bọn họ nội tâm có một cái thanh âm đang gào thét, ở nơi này liền là chúng ta tuyển ra tu la tử, yếu như vậy. Đây chính là cái gọi là vạn năm khó gặp thiên tài. Khó trách hơn 100 vạn năm, tu la tộc đều không người có thể lấy được tu la tộc truyền thừa. Này hoàn toàn là đáng đời. Đại trưởng lão, có mấy cái trưởng lão ánh mắt, nháy mắt rơi vào đại trưởng lão trên người, bọn họ đều không quá nguyện ý tiếp nhận cái này sự thật. Đại trưởng lão không nói. Cả người nhìn qua nháy mắt già nua vô số, tựa như trong lòng cuối cùng một tia hy vọng bị Tiêu Phàm nghiền nát một dạng. Thật lâu, đại trưởng lão mới thở dài một hơi, là chúng ta tự đại. Đại trưởng lão, chúng ta muốn hay không? Trong đó cái kia hung ác nham hiểm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, làm một cái cắt cổ động tác. Đại trưởng lão bình thản nhìn hung ác nham hiểm trưởng lão một cái, nói, lão tứ, ngươi cảm thấy, có thể bồi dưỡng được người này người. Là chúng ta có thể địch sao? Đám người nghe vậy, toàn bộ đều hít một hơi lạnh. Đúng vậy a, Tiêu Phàm cứ như vậy cường đại,
bại bọn họ Tu La Tử giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng, không có cường đại tài nguyên cùng bối cảnh, lại làm sao có thể bồi dưỡng được dạng yêu nghiệt này đây? Lấy bọn hắn thực lực, xác thực có thể giết Tiêu Phàm. Thế nhưng là, Tiêu Phàm mà chết, sau lưng của hắn thế lực lại làm sao có thể buông tha bọn họ đâu? Tiêu Phàm tự nhiên không biết những người này ý nghĩ, hắn giờ phút này cùng 6 đại Tu La Tử chiến đấu cùng một chỗ, vẫn như cũ thành thạo. Linh hồn chi lực đột phá đến đại đế cảnh trung kỳ sau đó, những người này nhất cử nhất động, ở trong mắt hắn đều biến cực kỳ chậm chạp. Huống chi, Tiêu Phàm vốn là lĩnh ngộ thời không pháp tắc, coi như bọn họ so Tiêu Phàm mạnh một cái tiểu cảnh giới lại như thế nào. Vẫn như cũ chỉ có bị nghiền sát phần, đưa ngươi một quyền, Tiêu Phàm tránh ra mấy người công sát, nháy mắt xuất hiện ở một người trước người, một quyền hung hăng đập ở người kia ngực. A kêu thảm một tiếng, kia Tu La Tử nổ bắn mà ra, rơi ở trên huyết nhai, phun ra mấy ngụm máu tươi, liền ngất đi. Vẫn là quá yếu, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất mãn. Bất quá, hắn lại không có buông tha những cái này Tu La dự định, coi như giết không chết bọn họ, vậy cũng muốn cho bọn hắn chút giáo huấn. 6 người liên thủ đều không thể đánh bại Tiêu Phàm, huống chi hiện tại mất đi một người đây. Tiêu Phàm thân ảnh như gió, xuyên toa ở trong 5 người, tốc độ căn bản không thể bắt. Một khắc sau, ở tất cả Tu La tộc rung động mục quang bên trong, lần lượt từng bóng người từ huyết sắc vụ hải bên trong bay vụt mà ra, mỗi người đều bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay. Một quyền một cái, lời này một chút cũng không khoa trương, 8 đại Tu La tử, hoàn toàn bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay ra huyết sắc vụ hải, hơn nữa đại bộ phận đều ngất đi, chỉ có 2 người còn thần trí thanh tỉnh. Tê thần vô thiên cùng lãnh vô tình dĩ nhiên bại, người nọ là ai, làm sao sẽ như thế cường đại, ta rõ ràng ở trên người hắn cảm nhận được ta Tu La tộc đặc thù khí tức, người này tuyệt đối là ta Tu La tộc không thể nghi ngờ. Ta Tu La tộc lúc nào ra như thế đáng sợ yêu nghiệt. Nháy mắt tầm đó, dĩ nhiên chỉ có thần vô tâm còn đứng ở đó. Tu La tộc đám người toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nói không chấn kinh, đó là không có khả năng. 8 đại Tu La tử, thế nhưng là bọn họ Tu La tộc tương lai, cùng tuổi một đời tuyệt thế thiên tài a. 8 người này, ở trong lòng rất nhiều người, đó là cao không thể leo tới, xa không thể chạm. Nhưng hiện tại, kia cao không thể leo tới tồn tại, lại bị một cái hắc bào thanh niên một quyền một cái bại lui, bọn họ lại như thế nào có thể bình tĩnh đây? Huyết sắc phụ hải bên trong, Tiêu Phàm nhìn một chút bản thân nắm đấm, lập tức lắc đầu nói, vẫn là quá yếu, không thú vị. Còn thừa lại cái cuối cùng, cũng thuận tiện giải đã quyết. Dứt lời, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía nơi xa thần vô tâm. Thần vô tâm nhìn thấy Tiêu Phàm khí thế khóa chặt bản thân, thân thể khẽ run lên, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, trực tiếp tê giống lên, vì cái gì lại là ngươi? Cũng khó trách thần vô tâm như thế phẫn nộ cùng không cam lòng, từ khi ở chiến hồn đại lục bị Tiêu Phàm đánh bại sau đó, hắn liền một mực liều mạng tu luyện. Nhưng lần trước nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn vẫn như cũ bại lui, thậm chí mấy lần kém chút bị Tiêu Phàm giết chết. Đến mức về sau thần vô tâm đều không dám cùng Tiêu Phàm là địch, một mực yên lặng tu luyện, chỉ vì trở thành Tu La tộc Tu La tử, có cơ hội tiến vào cửu u luyện ngục. Bắt đầu hắn coi chính mình lại gặp được tân đối thủ, về sau hắn mới biết được, nguyên lai kiếm hồng trần liền là Tiêu Phàm. Hắn rất rõ ràng tiến vào cửu u luyện ngục hậu quả, xưng là cửu tử nhất sinh cũng không phải là quá, nhưng hắn vẫn như cũ không do dự, chỉ vì có một ngày có thể chiến thắng Tiêu Phàm. Nhưng mà, thẳng đến hiện tại, thần vô tâm lúc này mới phát hiện, hắn cùng với Tiêu Phàm tầm đó chênh lệch cũng đã càng ngày càng lớn. Nghe được thần vô tâm gào thét, Tiêu Phàm hơi hơi dừng lại, cau mày nói, ngươi biết ta. Không chỉ Tiêu Phàm kinh ngạc, Tu La tộc đám người cũng kinh ngạc không thôi, bọn họ không nghĩ đến thần vô tâm dĩ nhiên nhận biết trước mắt cái này hắc bào thanh niên. Ngươi là thần vô tâm, đột nhiên, Tiêu Phàm nói ra một cái tên. Ngay từ đầu hắn không cẩn thận quan sát, không nhận ra thần vô tâm bộ dáng, dù sao thần vô tâm biến thành Tu La. Nhưng vừa mới dò xét một cái, lại là phát hiện. Người trước mắt, trên người phát ra khí tức, dĩ nhiên cùng thần vô tâm giống nhau như đúc. Ha ha, thần vô tâm ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ, thật lâu mới bình tĩnh trở lại, ta vẫn là không bằng ngươi, không bằng ngươi a. Tiểu tâm tâm, ngươi không cần tự ti,
ngươi vốn là không bằng ta. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, nhún nhún vai nói. Giờ phút này, Tiêu Phàm đối Thần Vô Tâm ngược lại là không có bao nhiêu sát ý, ở hắn nhìn đến, Thần Vô Tâm cũng chỉ là một tranh cường háo thắng người đáng thương mà thôi. Nếu như Tiêu Phàm muốn giết Thần Vô Tâm, ban đầu ở Bách Sát chiến trường thì có vô số lần cơ hội, nhưng hắn không có ra tay. Một là bởi vì Thần Vô Tâm là Tu La tộc người, thứ hai Tiêu Phàm cũng sợ chọc giận Tu La tộc, cái khác chủng tộc hắn đều có thể đắc tội, nhưng hắn không muốn cùng Tu La tộc là địch. Bởi vì chính hắn cũng là Tu La tộc, hắn dã tâm thế nhưng là muốn thu phục Tu La tộc. Ở hắn nhìn đến, Thần Vô Tâm sớm muộn sẽ trở thành bản thân thuộc hạ. Ta gọi Thần Vô Tâm. Thần Vô Tâm nghe được, Tiểu Tâm Tâm, ba chữ này, trực tiếp nổi giận nói. Đều một dạng, bất quá một cái tên mà thôi. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, đúng rồi, nơi này là cửu u luyện ngục, như thế nào ly khai. Ở địa phương khác, Thần Vô Tâm là hắn địch nhân không sai, nhưng là ở cửu u luyện ngục, hai người có thể đều là người một đường. Thần Vô Tâm run rẩy thân thể, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Làm hai người ở cùng một cái cảnh giới thời điểm, có lẽ còn có thể là địch nhân, bởi vì hắn Thần Vô Tâm có thắng khả năng. Nhưng làm hai người chênh lệch không phải bình thường lớn thời điểm, loại kia tâm tư đố kỵ cùng chiến thắng tâm cũng đã không có khả năng tồn tại. Vừa mới kiến thức đến Tiêu Phàm thực lực sau, Thần Vô Tâm biết rõ, bản thân cũng đã không xứng làm Tiêu Phàm địch nhân, loại địch ý đó cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn muốn giết Tiêu Phàm. Cơ hồ là không có khả năng. Ngươi dám đến huyết u cổ vực, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Thần Vô Tâm cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Tuy nhiên hắn không từ Tiêu Phàm trên người cảm nhận được sát ý, có thể cũng không đại biểu hắn đối Tiêu Phàm có hảo cảm, nếu như khả năng, hắn vẫn như cũ không ngại giết chết Tiêu Phàm. Huyết u cổ vực, Tiêu Phàm nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa huyết nhai, lách mình liền hướng về không trung lao đi. Nơi này là thông hướng cửu u luyện ngục nhập khẩu, chẳng lẽ ngươi không muốn đi vào sao? Thần Vô Tâm nhìn thấy Tiêu Phàm ly khai, tức khắc hét lớn. Cửu u luyện ngục sao? Tiêu Phàm quay đầu nhìn Thần Vô Tâm một cái, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, không hứng thú. Không hứng thú, nghe được Tiêu Phàm lời nói, Thần Vô Tâm thiếu chút nữa ngất đi, hắn đánh đánh giết giết, cố gắng phấn đấu nhiều năm như vậy, không phải liền là muốn tiến vào cửu u luyện ngục sao? Phải biết, cửu u luyện ngục, thế nhưng là mỗi cái Tu La tộc trong lòng thánh địa a. Nhưng đến Tiêu Phàm trong miệng, lại vẻn vẹn chỉ là một câu không hứng thú mà thôi. Tiêu Phàm xác thực không có hứng thú gì, hắn tâm tư đã là ở Bách Sát Các cùng đế cung. Ở huyết ma luyện ngục ngốc lâu như vậy, hắn cũng đã không biết đi qua bao lâu thời gian, hiện tại hắn thế nhưng là vội vã chạy tới Bách Sát Các. Thần Vô Tâm trong lòng dâng lên một loại cảm giác bị thất bại cùng cảm giác bất lực, hắn nhìn chằm chằm phía dưới huyết sắc phụ hải, cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là không có lựa chọn tiến vào. Không phải hắn không muốn tiến vào cửu u luyện ngục đánh cược một lần, mà là hắn giờ phút này nhận rõ ràng bản thân thực lực. Lịch đại tu la tử tiến vào cửu u luyện ngục, đều là hữu tử vô sinh, lấy hắn thực lực, tiến vào lại làm sao có thể sống sót trở về. Có lẽ cũng chỉ có Tiêu Phàm dạng này nhân vật, mới có tư cách xâm nhập cửu u luyện ngục a. Thần Vô Tâm là có dã tâm, nhưng dã tâm cũng phải đầy đủ thực lực đến chèo chống, hắn không phải đồ đần, sẽ không đi chịu chết. Nhìn qua Tiêu Phàm rời đi bóng lưng, không biết tại sao, Thần Vô Tâm cảm giác sáng tỏ thông suốt, tựa như minh bạch rất nhiều. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, trên người khí tức không ngừng kéo lên. Dĩ nhiên thiếu chút nữa thì bước vào đại đế cảnh. Đốn ngộ, Tiêu Phàm rơi vào huyết nhai chung quanh thời khắc, đột nhiên quay đầu nhìn Thần Vô Tâm một cái, hơi kinh ngạc. Bất quá giờ phút này, mấy đầu tu la hư ảnh đang nhanh chóng hướng về Thần Vô Tâm vồ giết mà đi, chính đang đốn ngộ Thần Vô Tâm, lại làm sao có thể phản kháng. Nhanh phong ấn nhập khẩu, đại trưởng lão nhìn thấy, vội vàng hét lớn. Phía trên 10 cái hắc bào nhân nghe vậy. Chỗ nào còn dám do dự, có thể cho dù bọn họ phong ấn cửu u luyện ngục nhập khẩu, cũng không ngăn cản được mấy cái kia tu la hư ảnh giết chết Tiêu Phàm. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một đạo kiếm hồng đột nhiên ở hư không nở rộ, xông thẳng phía dưới huyết sắc phụ hải mà đi. Kiếm hồng nhanh như thiểm điện, kia mấy đầu tu la ma ảnh còn chưa tới gần Thần Vô Tâm, liền bị một kiếm xuyên thủng.
Tê, những người khác tu la tộc nhìn thấy, toàn bộ đều hít một hơi lạnh, ánh mắt nhao nhao chuyển hướng Tiêu Phàm. Hiển nhiên, vừa mới xuất thủ chính là Tiêu Phàm. Mấy tức sau đó, tu la tộc 10 cái hắc bào nhân trung quy là thành công phong ấn cửu u luyện ngục nhập khẩu, mặc cho những cái kia tu la hư ảnh giãy giụa như thế nào, cũng giãy không thoát được mảy may. Mà lúc này, thần vô tâm cũng tỉnh lại, trên người bộc phát ra một cỗ siêu nhiên khí tức, dĩ nhiên ẩn ẩn phát ra một cỗ đế uy. Đại đế sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Lập tức lắc lắc đầu, thần vô tâm mặc dù đốn ngộ, vẫn như trước chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Cự ly đại đế có lẽ chỉ có cách xa một bước, nhưng nếu muốn đột phá đại đế, há lại như thế đơn giản. Tiêu Phàm, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, bất quá ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Thần vô tâm lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, chiến ý ngạo nghễ. Vừa mới Tiêu Phàm cứu hắn, hắn tự nhiên cũng có cảm giác. Ngươi cũng không chỉ thiếu ta một cái nhân tình. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, 10 phần nghiêm túc nói ra, hơn nữa, muốn đánh bại ta, ngươi sợ là không hy vọng. Có đúng không? Thần vô tâm hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại thế nhưng là chuẩn đại đế cảnh, tự nhiên là tràn đầy tự tin. Đừng nói Tiêu Phàm, liền là bình thường đại đế hắn cũng dám một trận chiến, nghe được Tiêu Phàm lời nói, hắn tự nhiên không phục. Không tin ngươi có thể thử xem. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Thần vô tâm nhíu mày, bất quá vẫn là không có lựa chọn xuất thủ, bởi vì dù là lấy hắn hiện tại cảnh giới, cũng hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm mảy may. Không phải hắn thua không nổi, mà là ở không có đầy đủ thực lực đánh bại Tiêu Phàm phía trước, hắn không chuẩn bị động thủ. Hô hô, không đợi thần vô tâm mở miệng, đột nhiên lần lượt từng bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới, nháy mắt đem Tiêu Phàm bên trong 3 tầng. Bên ngoài 3 tầng vây quanh ở trung ương. Ngươi liền là Tiêu Phàm. Một đạo hơi có vẻ khàn khàn thanh âm vang lên, lại là một cái hung ác nham hiểm lão giả thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. A, ngươi biết ta. Tiêu Phàm cũng không tức giận, ngược lại khẽ mỉm cười nói. Bất quá nghĩ đến vừa mới thần vô tâm nói ra tên mình, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại, những người này nghe qua tên mình, cũng ở tình lý. Ngươi bây giờ còn cười được. Hung ác nham hiểm lão giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn xem Tiêu Phàm. Kỳ thật không chỉ hắn, những người khác nghe được Tiêu Phàm tên lúc, cũng toàn bộ đều nhận ra được, thậm chí toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc. Tiêu Phàm tên, hơn một năm nay thời gian, đã sớm truyền khắp Vạn La đế vực, coi như chưa từng gặp qua Tiêu Phàm chân nhân, cũng nghe nói qua tên hắn. Bị Bách Sát Các Lãng Thiên tự mình mời, này cũng không phải người bình thường có thể có đãi ngộ. Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm còn cự tuyệt, này cũng làm cho Tiêu Phàm thanh danh đại thịnh. Huyết U cổ vực mặc dù không phải phụ thuộc Vạn La đế vực, nhưng lại ở vào Vạn La đế vực địa bàn bên trong, tự nhiên cũng liền nghe nói qua Tiêu Phàm tên. Chỉ là ai đều không biết rõ, Tiêu Phàm lại là tu la tộc người. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem hung ác nham hiểm lão giả, nhíu mày một cái nói, làm sao, chẳng lẽ ta cười đều không thể cười sao? Tiêu Phàm 10 phần khó chịu hung ác nham hiểm lão giả ngữ khí, bản thân có vẻ như không chút đắc tội ngươi đi, làm sao như thế châm đối tiểu ra đây. Tiểu tử này dám cùng tứ trưởng lão như thế nói chuyện, hắn chẳng lẽ tự tìm cái chết hay sao? Nơi này thế nhưng là ta huyết u cổ vực, không phải thiên võ cổ vực, tự tiện xâm nhập cửu u luyện ngục không nói, còn dám vênh váo hung hăng, hắn hôm nay đừng muốn rời đi. Yên tâm, trưởng lão sẽ không bỏ qua hắn. Coi như hắn bị Bách Sát Các coi trọng lại như thế nào. Tu la tộc đám người sắc mặt băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, một cỗ cường hoành khí tức bộc phát mà ra, thiếu chút nữa thì ra tay đánh nhau. Đại trưởng lão ngược lại là không có châm đối Tiêu Phàm, ngược lại ý vị thâm trường nhìn xem hắn, ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải loại kia IQ có vấn đề người. Hắn hiện tại dám không có sợ hãi, đoán chừng là có cái gì ỷ vào. Nhưng nơi này là tu la tộc trọng địa, bọn họ những người này bên trong không thiếu đại đế cảnh hậu kỳ A, hắn Tiêu Phàm lại có cái gì ỷ vào đây. Hơn nữa, giờ phút này Tiêu Phàm trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, căn bản không có bất luận cái gì e ngại ý tứ. Các ngươi đều muốn giết ta sao? Tiêu Phàm liếc mắt nhìn đám người, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn ngữ khí bên trong, lộ ra nồng đậm khinh thường, nhãn thần bên trong càng là khinh bỉ. Tiêu Phàm, bản trưởng lão nghe nói ngươi rất phách lối, có thể không nghĩ đến ngươi như thế phách lối.
Ngươi muốn chết, bản trưởng lão thành toàn ngươi. Ngươi cho rằng Lãng Thiên sẽ bảo ngươi sao? Hung ác nham hiểm lão giả tứ trưởng lão gầm thét một tiếng, tiến lên một bước chuẩn bị xuất thủ. Những người khác nhìn thấy, cũng là tức giận không thôi, hắn không cũng bị Tiêu Phàm cho chọc giận. Đại trưởng lão cũng nhíu mày, hắn thật không biết, Tiêu Phàm có cái gì dũng khí, dám cùng bọn hắn như thế nói chuyện. Phải biết, hôm nay là mở ra cửu u luyện ngục nhập khẩu thời gian, nơi này thế nhưng là tụ tập huyết u cổ vực cao cấp nhất nhân vật A, đại đế cảnh cường giả đều số lượng cũng không ít. Ta không cần người bảo bản thân là được rồi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Lời này vừa nói ra, Tu La tộc đám người tức khắc cười lạnh, người nhà coi là có thể đánh bại thần vương cảnh đỉnh phong Tu La tử, liền có thể không coi ai ra gì. Nơi này có thể đều là Tu La tộc trưởng lão, ai không phải đại đế cảnh thực lực, tùy tiện một cái đều có thể nghiền ép ngươi đi. Phách lối, thật không phải không ai bì nổi phách lối. Cuồng vọng, tứ trưởng lão quát lạnh một tiếng, cường đại khí thế xông thẳng Tiêu Phàm mà đi, đáng sợ đế uy đè ép hư không. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không hề sợ hãi, ngược lại là nhìn về phía bốn phía Tu La tộc đám người, cười nói, huyết u cổ vực đại đế cảnh, đều tề tựu đi. Đám người hơi sững sờ, tiểu tử này, tử đáo lâm đầu, vậy mà còn như thế phách lối. Đây là đang gây hấn huyết u cổ vực tất cả đại đế cảnh sao? Rất nhiều người trong lòng khinh thường, liền bằng ngươi một cái thần vương cảnh tiểu tử, xứng sao? Giết ngươi một người, ta một người là đủ, cho ta quỳ xuống. Tứ trưởng lão hầm hầm giận dữ, một bàn tay hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Bằng ngươi một người, có vẻ như còn chưa đủ. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền nghênh đón, căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Oanh, hư không một tiếng nổ vang, khơi dậy một cỗ mãnh liệt ba động, hướng về tứ phía bát phương cuồng quân mà ra, một chút thần vương cảnh Tu La tộc toàn bộ đều chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Thậm chí, trực tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh giật mình là, Tiêu Phàm dĩ nhiên vẻn vẹn lui về phía sau ba bước, mà đối diện tứ trưởng lão lại đẩy lui bảy bước. Thật đáng sợ nhục thân, đoàn người toàn bộ đều hít một hơi lạnh, một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Dù đại trưởng lão đám người, cũng là một trận kinh ngạc, đây thật chỉ là một cái thần vương cảnh tu sĩ sao? Phải biết, tứ trưởng lão thế nhưng là đại đế cấp trung kỳ tu vi A, hơn nữa thân làm Tu La tộc, nhục thân càng là cường hãn vô cùng. Bất quá bọn họ cũng biết rõ, đây chỉ là tứ trưởng lão không có tận toàn lực mà thôi, bị Tiêu Phàm đánh một cái trở tay không kịp, nếu không mà nói, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải tứ trưởng lão đối thủ. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, nếu có hiểu rõ Tiêu Phàm người ở chỗ này, nhất định sẽ biết rõ, có người phải xui xẻo. Quả nhiên, một khắc sau, Tiêu Phàm đưa tay dương lên. Một cỗ mênh mông chi khí quét sạch mà ra, sau, huyết nhai bốn phía bỗng nhiên rung rung, như có một phiến thế giới rơi đập mà xuống. Không sai, liền là một phiến thế giới. Lui, đại trưởng lão sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Những người khác cũng lấy lại tinh thần, trước tiên hướng về tứ phía bát phương kích xạ mà đi, giờ phút này, một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác ép ở bọn hắn trong lòng. Nếu như giờ phút này không chạy, qua một lúc tuyệt đối chạy không thoát. Trên thực tế, bọn họ vẫn là quá coi thường Tiêu Phàm, làm bọn họ chuẩn bị đào tẩu thời khắc, đột nhiên cảm giác thân phụ từng tòa ma nhạc, nhất là những cái kia đại đế cảnh cường giả, tức thì bị áp chế tu vi. Tiêu Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Đại trưởng lão quát lên, màu đỏ tươi con ngươi lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Mặt khác Tu La tộc cũng là tức giận không thôi, bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến. Tiêu Phàm cũng dám đối bọn họ tất cả mọi người xuất thủ. Làm cái gì? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia đăm chiêu, nói yên tâm, ta không muốn làm cái gì, chỉ là muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn mà thôi. Chỉ là muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn mà thôi. Tiêu Phàm lời nói mười phần bình tĩnh, lại tràn ngập không có thể so sánh mô phỏng bá đạo, giống như thiên lôi đồng dạng rung động ở mỗi người bên tai. Đem Tu La tộc một mẻ hốt gọn, nếu là bọn họ bình thường nghe được câu nói này, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, đây quả thực liền là thiên đại cười nhạo. Nhưng mà hiện tại, bọn họ lại không có hoài nghi Tiêu Phàm lời nói, nhất là những cái kia đại đế cường giả, bọn họ chỉ cảm giác tự thân cảnh giới không ngừng rơi xuống,
dĩ nhiên từ đại đế cảnh rơi vào thần vương cảnh đỉnh phong. Làm sao sẽ, ta cảnh giới bị áp chế, ta cũng vậy, hơn nữa, ta pháp tắc chi lực chỉ có thể thi triển sát lục pháp tắc, mặt khác pháp tắc chi lực đều không thể sử dụng. Không có khả năng, hắn Tiêu Phàm làm sao có thể có lớn như vậy năng lực. Tu La tộc trong mắt mọi người tràn đầy kinh hoàng, dù là những cái kia trưởng lão, giờ phút này cũng nội tâm run rẩy lên. Nếu như là đại đế cảnh, bọn họ không cần phải đem Tiêu Phàm để ở trong mắt, tùy tiện một người, đều có thể nghiền sát Tiêu Phàm. Nhưng hiện tại, bọn họ đều bị áp chế ở thần vương cảnh tu vi, lấy Tiêu Phàm thực lực, bọn họ những người này thật đúng là khả năng không phải đối thủ. Coi như có thể giết Tiêu Phàm, bọn họ khẳng định cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Nơi này là chỗ nào? Lúc này, đám người lấy lại tinh thần, kinh ngạc đánh giá bốn phía. Bọn họ phát hiện, bản thân vị trí không gian cũng đã phát sinh biến hóa, không còn là huyết nhai bên bờ, mà là một không gian khác. Chúng ta tất cả mọi người đều bị Tiêu Phàm làm vào một không gian khác. Nghĩ tới cái này, đoàn người không khỏi hít một hơi lạnh, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, tiểu tử này thật chỉ là thần vương cảnh sao. Những người này bên trong, chỉ có đại trưởng lão coi như bình tĩnh, cũng không có kinh khủng, hắn ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn lấy bốn phía, thân thể chính đang hơi hơi run rẩy. Nơi này là, đại trưởng lão nói nhỏ, ngữ khí có chút run rẩy, hắn tựa như nhận ra mảnh này không gian một dạng. Tiêu Phàm, thả chúng ta ly khai, nếu không, ta Tu La tộc muốn ngươi chết không yên lành. Tứ trưởng lão mặt âm trầm, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm nói. Liền bằng ngươi sao, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Nơi này thế nhưng là bách sát tháp biến thành sát lục luyện ngục, Tiêu Phàm chiếm được táng lưu lại truyền thừa, đồng thời cũng luyện hóa mảnh này sát lục luyện ngục. Ở chỗ này, Tiêu Phàm chính là chúa tể, đừng nói là đại đế cảnh, liền là siêu việt đại đế cảnh, cũng chưa hẳn có thể làm cho Tiêu Phàm chết không yên lành. Nguyên bản lần trước đối mặt hướng vạn đạo thời điểm, Tiêu Phàm liền chuẩn bị triệu hồi ra sát lục luyện ngục. Chỉ là Hùng Lân nhường hắn tận lực không muốn bại lộ Tu La tộc thân phận mà thôi. Nên Tiêu Phàm vẫn không có sử dụng sát lục luyện ngục đối phó hướng vạn đạo, lúc này mới có về sau Tử Vũ Thần Vương cùng Lãng Thiên cứu chàng. Bất quá hiện tại, Tiêu Phàm là Tu La tộc thân phận cũng đã bại lộ, tự nhiên cũng liền không kiêng nể gì cả. Cho dù áp chế ở thần vương cảnh đỉnh phong lại như thế nào, ta Tu La tộc hơn 1000 người, vẫn như cũ có thể diệt ngươi. Tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình khẽ động, lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Giết, đồng thời, tứ trưởng lão một tiếng quát to, Tu La tộc mặt khác tu sĩ cũng đồng thời xông tới. Liền ngươi nói nhiều, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, này tứ trưởng lão làm cho hắn rất khó chịu. Nếu như ở ngoại giới, hắn muốn đánh bại tứ trưởng lão, lại là cơ hội xa vời, nhưng nơi này thế nhưng là sát lục luyện ngục, Tu La tổ giới một bộ phận. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm thân thể cũng động, một cỗ cường hoành bá tuyệt sát khí nở rộ mà ra, chân đạp huyền diệu bộ pháp, nháy mắt xuất hiện ở tứ trưởng lão trước người. Đồng thời, hắn thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, quanh thân hiện lên nhàn nhạt kim quang, giống như một tôn tuyệt thế chiến thần. Oanh, hai người nắm đấm lần nữa đụng vào nhau, một lần này, Tiêu Phàm cũng không có thi triển pháp tắc chi lực, vẻn vẹn dựa vào nhục thân mà thôi. Nhưng mà một khắc sau, tất cả mọi người toàn bộ đều trợn to hai mắt, chỉ thấy tứ trưởng lão cánh tay bỗng nổ tung lên, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo một dạng bắn nhanh ra. Mặt khác chuẩn bị động thủ Tu La tộc tu sĩ nhìn thấy, toàn bộ đều ngừng thân hình, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Giết Tiêu Phàm, quân không gặp tứ trưởng lão đều bị hắn một quyền đánh bay sao? Bọn họ những cái này thần vương cảnh, cố nhiên không có bị áp chế tu vi. Nhưng nhục thân cường độ khẳng định không bằng tứ trưởng lão a, bọn họ lại như thế nào là Tiêu Phàm đối thủ đây? Không chờ đám người lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm thân hình bỗng biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là ở tứ trưởng lão trước người. Lần này, Tiêu Phàm không có tiếp tục công kích, chỉ là một cái tay gắt gao bấm tứ trưởng lão cổ, giống như dẫn theo một con gà tử một dạng. Tứ trưởng lão phun ra mấy ngụm máu tươi, hắn đường đường đại đế cảnh trung kỳ cường giả. Lại bị một cái thần vương cảnh lấy tay dẫn theo, cái này đối hắn tới nói, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Thả tứ trưởng lão, Tiêu Phàm, người nghĩ cùng ta Tu La tộc là địch sao? Thả tứ trưởng lão, chúng ta để ngươi ly khai.
một đám tu la tộc tu sĩ tức khắc bắt đầu la ầm lên, cuồn cuộn sát khí bốc lên. Tiêu Phàm trợn mắt quét ngang, lạnh lùng đảo qua toàn trường, các ngươi hiện tại có cùng ta bàn điều kiện tư cách sao? Danh con, bản trưởng lão cùng ngươi không chết không thôi, có bản sự, ngươi giết ta. Tứ trưởng lão dữ tợn khuôn mặt, nhìn qua 10 phần tà ác. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Giết tứ trưởng lão, Tiêu Phàm không phải là không có nghĩ tới, nếu như không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng tu la tộc vạch mặt, dù sao, hắn mục đích thế nhưng là đem tu la tộc biến thành của mình. Chỉ là hắn không nghĩ đến, bản thân liền nhanh như vậy đi tới huyết u cổ vực, hơn nữa vừa lúc đụng phải tu la tộc thịnh sự. Bất quá nếu đã tới, Tiêu Phàm cũng liền chỉ có thể đem bản thân kế hoạch trước giờ một điểm. Ha ha, ngươi không dám, ngươi nếu giết bản trưởng lão, thái cổ thần giới, chân trời góc biển, sẽ không còn ngươi đất đặt chân. Tứ trưởng lão ngông cuồng cười lớn. Nơi này thế nhưng là tu la tộc, hắn 10 phần tự tin, Tiêu Phàm không dám đối bản thân hạ sát thủ. Này tứ trưởng lão tìm chết sao? Tiêu Phàm thế nhưng là không sợ trời không sợ đất người a. Thần vô tâm nội tâm cười lạnh nói. Hắn không phải tứ trưởng lão mạch này, tự nhiên không quan tâm tứ trưởng lão sinh tử. Có đúng không? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, đột nhiên bàn tay dùng sức vặn một cái. Dừng tay, lúc này, đại trưởng lão hét lớn một tiếng, muốn gọi lại Tiêu Phàm. Đáng tiếc, hắn quá không hiểu rõ Tiêu Phàm, Tiêu Phàm dĩ nhiên lựa chọn xuất thủ, vậy dĩ nhiên không có giữ lại. Ầm một tiếng nổ vang. Tứ trưởng lão đầu bỗng nhiên nổ tung, nhục thân trực tiếp hóa thành xương máu, chỉ có linh hồn đào thoát đi ra. Tiểu tử, ngươi dám? Tứ trưởng lão linh hồn trong mắt tràn đầy kinh khủng, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên thật dám giết bản thân. Đây quả thực liền là phong tử tên điên, chẳng lẽ hắn không sợ bản thân tu la tộc bất tận trả thù sao? Ngươi quá nhiều lời, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, đưa tay một hồi. Một đạo lợi kiếm trực tiếp xuyên thủng tứ trưởng lão linh hồn. Tứ trưởng lão con người kịch liệt co rụt lại, hắn đến chết đều không nghĩ đến, tiểu tử này dĩ nhiên thật dám giết bản thân, hơn nữa còn là thần hồn câu diệt. 3. Tiêu Phàm mở ra bàn tay, một mai huyết sắc mệnh thạch rơi vào trong tay, tựa như là một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Giờ phút này, toàn trường một phiến tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tu la tộc đám người một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, đây chính là bọn họ tu la tộc tứ trưởng lão A, đại đế cảnh trung kỳ cường giả, dĩ nhiên cứ như vậy chết. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến rồi lại biến, lại không trước đó vênh váo hung hăng bộ dáng. Bất quá, bọn họ cũng không có sợ hãi, ngược lại biến điên cuồng lên. Tiêu Phàm, ta tu la tộc cùng ngươi không chết không thôi. Giết hắn, cho tứ trưởng lão báo thù, tu la tộc. Không thể nhục, tu la tộc tu sĩ bắt đầu la ầm lên, sát khí lần nữa bộc phát, toàn bộ đều hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tiêu Phàm. Nhiều năm như vậy đến nay, tu la tộc mặc dù xuống dốc, nhưng còn chưa bao giờ có người dám khi dễ đến bọn họ trên đầu đến, Tiêu Phàm tuyệt đối là cái thứ nhất. Dù vạn la đế vực, đối mặt tu la tộc, cũng phải lễ nhượng ba phần, có thể bây giờ, lại bị một cái thần vương cảnh tu sĩ đánh mặt, này khiến bọn họ như thế nào chịu đựng đây? Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem bốn phía tu la tộc tu sĩ, một khắc sau, hắn nhục thân bỗng bắt đầu biến hóa, biến thành tu la tộc bộ dáng. Chỉ là hắn tu la chi thể cùng với những cái khác tu la tộc khác biệt, mặt khác tu la tộc biến thân sau đó, đều là huyết sắc tu la. Mà Tiêu Phàm, lại là cả người hiện lên kim sắc, sáng chói lóa mắt, vênh váo hung hăng. Đây là, tu la kim thân, có một cái trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm tu la chi thể. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Không phải tu la kim thân, là tu la đệ tam biến. Đại trưởng lão hít sâu một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Cái gì? Đại trưởng lão một bên khôi ngô nam tử trung niên kêu sợ hãi không thôi. Đại trưởng lão, đây thật là tu la đệ tam biến. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, tu la đệ tam biến đại biểu cái gì, bọn họ đều rất rõ ràng. Bởi vì chỉ có tu la tử mới có thể tu luyện chân chính tu la cửu biến, hơn nữa, chỉ có đột phá đại đế cảnh mới có thể tu luyện tới tu la đệ tam biến. Mặt khác, này tu la tử cũng không phải bọn họ bây giờ trong miệng tu la tử, chân chính tu la tử đại biểu cái gì, bọn họ những cái này trưởng lão,
đều rất rõ ràng, kia cũng đã trở thành một cái truyền thuyết. Tiêu Phàm một cái thần vương cảnh tu luyện tới tu la tam biến cũng liền bình thường, có thể nếu như hắn là chân chính tu la tử, kia đừng nói hắn giết tứ trưởng lão, liền là giết tất cả trưởng lão, cũng chỉ là một câu sự tình mà thôi. Ngược lại là có chút nhãn lực, Tiêu Phàm không khỏi đối đại trưởng lão có chút lau mắt mà nhìn. Tu la cửu biến, cũng đã 100 vạn năm chưa từng xuất thế, không nghĩ đến tu la tộc còn có người nhận ra được, nghĩ đến này đại trưởng lão cũng là một cái hóa thạch sống cấp bậc lão quái vật. Đại trưởng lão, khôi ngô nam tử trung niên nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nhìn mấy lần, sau đó ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Mặt khác trưởng lão cũng là mạc danh kỳ diệu run rẩy lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy một tia phức tạp ý vị. Đại trưởng lão một trận trầm mặc, không biết như thế nào mở miệng. Nếu như là bọn họ huyết u cổ vực tu la tộc chiếm được tu la cửu biến, hắn sẽ không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền sẽ tôn nó là tu la tộc tộc trưởng. Nhưng Tiêu Phàm, vẻn vẹn chỉ là một cái ngoại lai giả mà thôi. Đem tu la tộc giao cho một cái ngoại lai giả, này khiến hắn như thế nào cam tâm. Dù là tu la tộc có tổ huấn, chỉ cần tu la tử liền có thể trưởng quản tu la tộc, có thể đại trưởng lão trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiếp nhận. Tiêu Phàm ngược lại không có suy nghĩ nhiều, muốn cho tu la tộc như thế tùy tiện tiếp nhận bản thân, đó là không có khả năng, hắn một mực đều không ôm quá lớn huyễn tưởng. Cái gì tu la tộc tổ huấn, những cái này theo lấy thời gian đưa đẩy, đều sẽ chất biến. Các ngươi không phải muốn giết ta à, cho các ngươi một cái cơ hội, động thủ đi. Tiêu Phàm băng lạnh ánh mắt đảo qua toàn trường tu sĩ. Mặt khác tu la tộc người nhưng không biết cái gì tu la cửu biến, bọn họ chỉ biết là Tiêu Phàm giết bọn họ tứ trưởng lão, bọn họ hiện tại muốn làm, liền là giết Tiêu Phàm cho tứ trưởng lão báo thù. Giết, không biết ai một tiếng gầm thét, hơn mấy chục tu la tộc tu sĩ tức khắc đạp không mà lên, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà đi. Mặt khác tu la tộc tu sĩ cũng kịp phản ứng, toàn bộ đều đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương, tùy thời chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Lúc này mới có chút ý tứ, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thân thể hóa thành huyễn ảnh, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, bình thường thần vương cảnh căn bản bắt không đến hắn thân ảnh. Đám người chỉ nhìn thấy lần lượt từng bóng người bay ngược mà ra, ngay sau đó mặt đất truyền đến từng đợt ầm vang thanh âm, đất đá văng khắp nơi, bụi bặm đầy trời. Giờ phút này, tu la tộc lòng người bên trong đối Tiêu Phàm chỉ có một chữ đánh giá, mạnh. Mọi người đều là thần vương cảnh, nhưng Tiêu Phàm giết bọn hắn, liền như là nghiền chết một đầu giống như con kiến. Cũng may Tiêu Phàm cũng không có sát tâm, chỉ là đánh bay bọn họ người mà thôi, nếu không mà nói, bọn họ những người này đoán chừng đều muốn chết ở nơi này. Một khi bọn họ chết rồi, tu la tộc cũng liền tương đương với diệt tộc. Này đả kích, đối với tu la tộc tới nói, có thể nói là hủy diệt tính, mặc cho ai cũng vô pháp tiếp nhận cái này kết quả. 100, 300, 600. Theo lấy thời gian đưa đẩy, ngã xuống tu la tộc tu sĩ càng ngày càng nhiều, mặt đất nằm vô số thân ảnh. Bọn họ nơi này thần vương cảnh nhiều đến hơn 1.000 người, có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, lại hoàn toàn không có phản kháng lực lượng, không cần bao lâu, tất cả mọi người đều sẽ ngã xuống. Đại trưởng lão đám người nhìn thấy một màn này, cũng là âm tình bất định, Tiêu Phàm thực lực, hoàn toàn vượt qua bọn họ ngoài ý muốn. Chiến đấu lâu như vậy, Tiêu Phàm dĩ nhiên không có bất luận cái gì vẻ mệt mỏi, ngược lại càng chiến càng hăng. Đại trưởng lão, kẻ này quá mạnh, một người khiêu chiến một tộc, chúng ta còn không xuất thủ sao? Khôi ngô nam tử trung niên hít sâu một cái, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Lão cửu, người cảm thấy là đối thủ của hắn sao? Đại trưởng lão nhìn khôi ngô nam tử trung niên một cái. Khôi ngô nam tử trung niên cúi đầu xuống, liền tứ trưởng lão đều bị đánh bay, hắn thực lực coi như so tứ trưởng lão mạnh, cũng tuyệt đối mạnh không đến đâu, đi lên chỉ có thể tự đòi hắn nhục mà thôi. Nhìn đến, chúng ta đều già rồi. Thật lâu, đại trưởng lão rốt cục thở dài một hơi. Hắn đáy mắt lóe qua một vòng tinh quang, trong lòng ý niệm cũng có buông lỏng. Một canh giờ sau, tu la tộc hơn 1.000 người, toàn bộ đều ngược lại ở mặt đất, mất đi chiến lực, chỉ có thể hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm. Cũng may Tiêu Phàm ngoại trừ giết chết tứ trưởng lão bên ngoài, không có lại giết người thứ hai, nếu không mà nói, bọn họ những người này đều phải chết ở nơi này. Quá yếu,
Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu. Thi triển Tu La Đệ Tam Biến, hắn thực lực thế nhưng là có thể so với đại đế tiền kỳ, đối phó một nhóm thần vương cảnh tu sĩ, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình. Dù sao, cũng không phải mỗi người đều có thể vượt giai chiến đấu. Tu La tộc đám người nghe được lời này, khóe miệng giật một cái, rất nhiều người càng là phiền muộn thổ huyết. Tu La tộc hiếu chiến, giờ phút này hơn 1.000 người, bị một người đánh bại, đây không phải quá yếu lại là cái gì đâu. Nhiều năm như vậy, Tu La tộc cũng đã sa sút, các ngươi để cho ta rất thất vọng. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, lập tức nhìn về phía không trung, ung dung thở dài, Táng, nếu như ngươi nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ thất vọng a. Táng, đại trưởng lão nghe được cái chữ này, con ngươi đột nhiên chấn động một cái. Bất quá mặt khác trưởng lão lại là không biết vì sao, bởi vì biết rõ Táng cái tên này người, thực sự quá ít. Đến các ngươi, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía các vị Tu La tộc trưởng lão đạo. Nhìn xem đầy đất kêu rên Tu La tộc, không biết tại sao, Tiêu Phàm trong lòng có chút ai thán. Thượng cổ trong lúc đó, Tu La tộc thế nhưng là thái cổ thần giới nhân tộc Tam Thiên vực ba đại thế lực một trong A, mà hiện tại, hắn một người liền có thể đơn đấu bọn họ. Nguyên bản Tiêu Phàm còn đối Tu La tộc ôm lấy rất lớn kỳ vọng, nhưng là hiện tại, hắn chỉ còn lại thất vọng. Bất quá đã xuất thủ, Tiêu Phàm cũng sẽ không có chỗ giữ lại, muốn chiến, liền toàn bộ chiến một lần. Tu La tộc các vị trưởng lão cảm nhận được Tiêu Phàm trên người chiến ý, một cỗ nộ ý tức khắc lên cao trong lòng. Tiểu bối, ta tới chiến ngươi. Khôi Ngô nam tử trung niên tiến lên một bước, chiến ý ngập trời. Hắn thân làm Tu La tộc cửu trưởng lão, tuyệt không cho phép người khác chà đạp Tu La tộc tôn nghiêm, dù là mất đi tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Dừng tay, nhưng mà, cũng liền ở lúc này, đại trưởng lão đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay ngăn cản cửu trưởng lão. Đại trưởng lão, Tu La tộc, không thể nhục, cửu trưởng lão quát lớn. Tiêu Phàm nhìn thấy, ngược lại không cấm nhìn nhiều hắn một cái, ở hắn nhìn đến, đây mới là Tu La tộc đặc thù khí thế. Thần chiến, ta lời ngươi nghe không hiểu sao? Đại trưởng lão lạnh lùng chừng Khôi Ngô nam tử cửu trưởng lão một cái. Ta, thần chiến vẫn như cũ có chút không cam lòng. Lui ra phía sau, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường đại uy nghiêm từ trên người hắn tản ra. Thần chiến lạnh lùng chừng Tiêu Phàm một cái, lui ra phía sau một bước. Nhưng mà một khắc sau, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn phát sinh. Lại là đại trưởng lão đột nhiên tiến lên một bước, một gối quỳ xuống, cung kính một xá nói, thần thương, bái kiến tộc trưởng. Đại trưởng lão, thần chiến đám người sắc mặt đại biến, trong mắt bọn họ tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Tu La tộc tộc trưởng, đây chính là 100 vạn năm chưa xuất hiện a, chỉ bằng trước mắt cái này tiểu bối, lại có tài đức gì trở thành Tu La tộc tộc trưởng. Coi như hắn tu luyện Tu La cửu biến, vẫn như trước thực lực quá yếu. Căn bản không đủ để phục chúng. Đều cho ta quỳ xuống. Đại trưởng lão quay đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người, quát khẽ nói. Thần chiến đám người cực kỳ không cam lòng, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là quỳ xuống. Thần chiến bái kiến tộc trưởng. Bái kiến tộc trưởng, thần chiến cùng mặt khác trưởng lão hít sâu một cái, thấp giọng bái nói. Đám người trong lòng âm thầm thề, chờ ly khai cái này không gian, nhất định muốn tiểu tử này đẹp mắt. Ở đám người nhìn đến, đại trưởng lão chỉ là vì Tu La tộc đại cục cân nhắc mà thôi, dù sao, nếu là ở trong này đắc tội Tiêu Phàm, bọn họ đều phải chết ở nơi này. Nam tử Hán đại trưởng phu, trong lúc nhất thời ẩn nhẫn không tính là gì. Đáng tiếc, bọn họ căn bản không biết đại trưởng lão thần thương trong lòng ý nghĩ, hắn là thật công nhận Tiêu Phàm thân phận. Không vì cái gì khác, liền là bởi vì nói ra Táng cái tên này, đại trưởng lão liền biết rõ. Tiêu Phàm thân phận căn bản không cần bọn họ tán thành, bởi vì Táng cũng đã công nhận. Táng là người nào, Tu La tộc có lẽ biết rõ người cũng đã không cao hơn một bàn tay số lượng, nhưng đại trưởng lão vừa lúc liền là trong đó một cái, đây chính là đời trước Tu La tộc tộc trưởng A. Liền đời trước Tu La tộc tộc trưởng Táng đều thừa nhận Tiêu Phàm thân phận, bọn họ lại có cái gì tư cách phản bác. Kỳ thật, đại trưởng lão từ lúc tiến vào sát lục luyện ngục thời điểm, liền đã không nghi ngờ Tiêu Phàm thân phận. Dù sao, sát lục luyện ngục thế nhưng là Tu La tổ giới một bộ phận, đã sớm bị Táng luyện hóa thành pháp bảo, Tiêu Phàm có thể trưởng khống sát lục luyện ngục, chỉ có lấy được Táng cho phép,
Tiêu Phàm nhìn thấy bất thình lình một màn, cũng là hơi sững sờ, hắn còn muốn đại chiến một trận đây. Nhưng hiện tại, những người này dĩ nhiên toàn bộ đều quỳ xuống, đây coi là chuyện gì? Kinh hãi nhất, phải kể tới Tu La tộc mặt khác tu sĩ, Tu La tộc tộc trưởng đại biểu cái gì, bọn họ như thế nào không biết đây. Nhưng bọn họ vẫn như cũ không tin, Tiêu Phàm cái này thần vương cảnh, lại là bọn họ thế hệ này Tu La tộc tộc trưởng. Nhưng mà, bọn họ không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, liền các vị trưởng lão đều quỳ xuống, thừa nhận Tiêu Phàm thân phận, bọn họ lại như thế nào phản bác. Không có khả năng, hắn làm sao có thể là ta Tu La tộc tộc trưởng. Thần vô tâm nội tâm cũng là cực kỳ không bình tĩnh, đột nhiên, hắn con người bỗng nhiên chấn động một cái, chẳng lẽ là Tu La tổ giới. Thần vô tâm thế nhưng là biết rõ, Tiêu Phàm là đến từ chiến hồn đại lục, có lẽ, từ lúc kia, Tiêu Phàm vậy liền cũng đã chiếm được Tu La tộc truyền thừa. Nhưng nếu như Tu La tộc truyền thừa ở chiến hồn đại lục mà nói, kia cửu u luyện ngục lại tính là gì đây? Giờ phút này, thần vô tâm nội tâm cực kỳ mâu thuẫn, bất quá hắn có thể khẳng định một kiện sự tình chính là, về sau muốn giết Tiêu Phàm, cơ hồ là không có khả năng. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm quỳ 10 cái trưởng lão, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói, các ngươi còn nhận Tu La tộc tổ huấn. Lời này vừa nói ra, thần thương đám người bỗng nhiên chấn động một cái. Bọn họ không phải không nhận Tu La tộc tổ huấn, chỉ là không quá nguyện ý tiếp nhận Tiêu Phàm cái này ngoại lai giả mà thôi. Tộc ta tổ huấn, chúng ta không dám vi phạm, hít sâu một cái, thần thương lại bái nói. Tất nhiên như thế, kia đều đứng lên đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không biết tại sao, bây giờ lấy được Tu La tộc tán thành, hắn cũng không có quá nhiều kích động. Thật sự là Tu La tộc ở hắn nhìn đến, cũng đã suy sụp không còn hình dáng, cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Tạ tộc trưởng, thần thương đám người gật gật đầu, lúc này mới đứng dậy. Thần thương đúng không? Tiêu Phàm ánh mắt bỗng nhìn chằm chằm thần thương nói. Thuộc hạ ở, thần thương tiến lên phía trước nói. Có một kiện sự tình ta muốn hỏi ngươi, thần vô tận là cái nào chi mạch? Tiêu Phàm hỏi. Hắn sở dĩ nghĩ đến Tu La tộc, quả thật có thu phục Tu La tộc ý niệm, nhưng hắn càng muốn biết là thần vô tận nhất mạch như thế nào. Xem như thần vô tận đệ tử, hắn có trách nhiệm trông nom thần vô tận nhất mạch hậu nhân. Thần vô tận, nghe được cái tên này, đại trưởng lão con ngươi hơi hơi co rụt lại, tựa như lâm vào xa xôi ký ức. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi không biết, Tiêu Phàm nhíu mày, trong mắt lóe qua một vòng lãnh quang. Thần vô tận là ta Tu La tộc vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc gặp người khác hãm hại. Thần thương lắc lắc đầu, hít sâu một cái nói, thần vô tận nhất mạch, bây giờ chỉ còn lại một người, cái gì? Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, thân thể khẽ run lên. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, có thể hoàn toàn không nghĩ qua, thần vô tận bọn họ mạch này. Dĩ nhiên cũng đã tàn lụi đến bước này. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, năm đó thần vô tận bị người ám toán, hắn tộc nhân, vốn là còn thừa không có mấy. Sau đó thần vô tận sát tâm đại phát, cơ hồ giết sạch tính toán người khác, thần vô tận vị trí bộ lạc cao thủ gần như diệt tuyệt, còn thừa không có mấy. Đi qua nhiều năm như vậy, thần vô tận nhất mạch vẫn lạc, cũng là hợp tình hợp lý. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Bình phục một cái suy nghĩ, nói còn lại người kia ở đâu. Mặc kệ như thế nào, Tiêu Phàm đều sẽ không nhường hắn sư tôn thần vô tận kia nhất mạch diệt tuyệt. Thần thương trong lòng có chút hiếu kỳ, này Tiêu Phàm cùng thần vô tận lại là quan hệ thế nào đây, làm sao sẽ như thế quan tâm thần vô tận hậu nhân. Thu liếm tâm thần, thần thương ánh mắt đột nhiên nhìn về phía dưới phế tích bên trong, nói hắn ngay ở chỗ này. Thần thương lời nói vừa ra. Tiêu Phàm ánh mắt nháy mắt quét hướng phía dưới phế tích bên trong, trầm giọng nói, là ai? Thần vô thiên, thần thương dừng một chút, chỉ phế tích bên trong một cái huyết nhân nói. Tiêu Phàm theo ánh mắt nhìn lại là rơi vào một cái mặt mũi thanh tú, dáng người cao to thanh niên trên người, thanh niên đại khái hơn 20 tuổi bộ dáng. Mặc dù người bị trọng thương, nhưng hắn trên người khí tức vẫn như cũ thập phần cường đại, mặt mũi kiên nghị vô cùng. Thần vô thiên, tại sao là hắn? Đoàn người trong lòng hơi hơi kinh ngạc, trong mắt lóe qua một vòng vẻ hâm mộ. Từ Tiêu Phàm ngữ khí đến xem, hắn rõ ràng là muốn trông nom thần vô tận hậu nhân, Tiêu Phàm thế nhưng là Tu La tộc tộc trưởng A, bị hắn chiếu cố, chẳng phải là nhất phi trùng thiên.
Thần Vô Thiên vốn chính là Tu La tộc chín đại Tu La tử một trong, về sau bị Tiêu Phàm coi trọng, ở Tu La tộc địa vị khẳng định cũng sẽ không ngừng kéo lên. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở bên người Thần Vô Thiên, nói, Thần Vô Thiên. Ngươi là thần vô tận người nào? Thần Vô Thiên phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm, hắn vốn là Tu La tộc chín đại Tu La tử đệ nhất, có rất lớn hy vọng lấy được Tu La truyền thừa. Nhưng không nghĩ đến, Tiêu Phàm xuất hiện, mạt sát hắn hy vọng. Bằng vào một điểm này, Thần Vô Thiên tự nhiên là hận thấu Tiêu Phàm. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm lại có vẻ như cùng thần vô tận có quen, hơn nữa còn là bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đến Tu La tộc tìm chính mình. Cái này lại nhường hắn đối Tiêu Phàm không hận nổi. Thần vô tận, chính là ta tiên tổ. Nghĩ nghĩ, Thần Vô Thiên hay là nói đi ra. Tiên tổ, Tiêu Phàm hơi sững sờ, nghe thấy Thần Vô Tận cùng Thần Vô Thiên hai người danh tự, hẳn là huynh đệ mới đúng a. Thần Vô Thiên tựa như nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, giải thích nói, chúng ta nhất mạch, chỉ là vương tộc, đột phá thần vương cảnh liền có thể trở thành trưởng lão, mỗi một cái trưởng lão đều tự động tấn thăng. Vô chữ lót. Tiêu Phàm nghe vậy, lúc này mới hiểu được, nếu như cái này Thần Vô Thiên là thần vô tận cái gì huynh đệ, có thể liền là hắn trưởng bối, mặc cho ai đều không muốn bản thân vô duyên vô cớ nhiều một cái trưởng bối. Ngươi là tiên tổ người nào? Thần Vô Thiên hỏi, đối Tiêu Phàm vẫn còn có chút đề phòng. Những người khác nghe được lời này, nổi hứng tò mò, Tiêu Phàm không có vượt Tu La tộc tộc trưởng chi vị, ngược lại trước tiên hỏi Thần Vô Tận sự tình. Nghĩ đến, Tiêu Phàm cùng Thần Vô Tận khẳng định có rất lớn quan hệ. Gia sư, Thần Vô Tận, Tiêu Phàm trịnh trọng nói ra, đối với Thần Vô Tận, Tiêu Phàm chỉ có trịnh trọng. Nói câu không dễ nghe, nếu như không phải Thần Vô Tận, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm chết ở chiến hồn đại lục, căn bản không có khả năng lấy được Tu La tộc truyền thừa, càng không có khả năng đi đến bây giờ cảnh giới. Cái gì, Tu La tộc đám người toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần Vô Tận tên, rất nhiều người vẫn là biết rõ, dù sao Thần Vô Tận thế nhưng là Tu La tộc vạn năm vừa ra thiên tài, nếu như năm đó không phải bị người ám hại, bây giờ tất nhiên là Tu La tộc trưởng lão cấp nhân vật. Thần Vô Tận thu hảo đồ đệ a, đại trưởng lão trong lòng hít khẩu khí. Thần Vô Thiên cũng là kinh ngạc hồi lâu mới nói, Tiêu Phàm, không biết tiên tổ. Ta cũng không biết, Tiêu Phàm đắng chát lắc lắc đầu. Tuy nhiên hắn gặp qua Thần Vô Tận thi thể, nhưng hắn vẫn như cũ không tin Thần Vô Tận cứ như vậy chết. Bởi vì Thần Vô Tận thế nhưng là nói qua, hắn biết tự mình tìm chính mình cửu nhân báo thù. Nếu như Thần Vô Tận chết rồi, hắn lại như thế nào đi báo thù đây? Ăn vào, khôi phục thương thế. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh trở lại, lấy ra một cái ngọc bình giao cho Thần Vô Thiên, nhường Thần Vô Thiên ăn vào. Làm gỡ ra nắp bình một sát na kia, người ở đây đều không bình tĩnh, nhất là những cái kia trưởng lão, càng là liếc mắt liền nhìn ra ngọc bình là thứ gì. Ngọc cốt đế vương dịch, đại trưởng lão cũng không nhìn được hít vào một ngụm lãnh khí, thầm mắng Tiêu Phàm bại gia, dĩ nhiên dùng ngọc cốt đế vương dịch cho Thần Vô Thiên chữa thương. Thần Vô Thiên cũng là kinh ngạc không thôi, hắn rất rõ ràng ngọc cốt đế vương dịch chân quý trình độ, trong lúc nhất thời bị Tiêu Phàm đại thủ bút cho khiếp sợ đến. Tiêu Phàm lại là lơ đễnh, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía thần thương đám người nói, ta không quản các ngươi có phải là thật hay không nhận ta cái này tộc trưởng, nhưng là, về sau nếu người nào dám tìm Thần Vô Thiên phiền phức, đừng trách ta không khách khí. Không dám, chúng ta sẽ không, đám người vội vàng tỏ thái độ, không nói bọn họ không dám đắc tội Tiêu Phàm, liền là Thần Vô Thiên bản thân, vậy cũng là thiên phú tuyệt luân hạng người a, đột phá đại đế cảnh chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. Tu La tộc chín đại Tu La tử đứng đầu, cũng không phải nói đùa. Thần Vô Thiên cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn lúc này mới chân chính tin tưởng, Tiêu Phàm là Thần Vô Tận đồ đệ, nếu không sẽ không dạng này hậu đãi bản thân. Lập tức Tiêu Phàm lại lấy ra một chút đan dược, nhường kia 1000 người ăn vào, đi qua bách sát chiến trường chiến dịch, Tiêu Phàm không bao giờ thiếu liền là pháp bảo hòa đan dược. Mặc dù cho Tu La điện lưu lại một chút, nhưng hắn trên người cũng lưu lại một chút dự bị, hơn nữa phẩm giai đều không thấp. Tất nhiên trở thành Tu La tộc tộc trưởng, Tiêu Phàm tự nhiên muốn cho bọn hắn một chút ngon ngọt, dù sao vừa mới đánh tất cả mọi người một bàn tay. Tộc trưởng, ngài vẫn là trước triệt hồi sát lục luyện ngục a. Thần thương trầm ngâm lúc này,
lúc này mới lấy dũng khí nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cười tủm tỉm thấy thần thương, này nhưng đem thần thương nhìn tê cả ra đầu, nếu như không phải biết rõ Tiêu Phàm tu vi, hắn tuyệt đối coi là Tiêu Phàm là một cái sống vô số tuế nguyệt lão quái vật. Một lát sau, Tiêu Phàm vừa cười nói, triệt hồi sát lục luyện ngục, người sẽ không tìm ta làm phiền a? Sẽ không, sẽ không. Thần thương vội vàng lắc lắc đầu. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không, nếu như tu la tộc vì sống sót, liền tôn nghiêm đều từ bỏ, vậy cũng không tất yếu tồn tại trên đời này. Tiêu Phàm cười nói. Tuy nhiên hắn là cười nói ra, nhưng lời này nghe ở đám người trong tai, lại giống như một thanh lưỡi lê đâm ở tất cả mọi người trong lòng. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, bốn phía không gian lần nữa biến vặn vẹo, lập tức chung quanh cảnh sắc phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người lần nữa về tới huyết nhai bên bờ. Thần chiến đám người nhìn thấy từ sát lục luyện ngục bên trong đi ra, tức khắc trên mặt lộ ra vẻ kích động. Đại trưởng lão, ta đi giết hắn. Thần chiến quát nhẹ một tiếng, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm, không đợi thần thương phản ứng, liền bước ra một bước. Lui ra, nhưng mà, nghênh đón thần chiến, lại là một bàn tay, hung hăng rút ở trên người hắn, cả người lui về phía sau hơn 10 trượng. Lúc này mới ổn định thân hình. Đại trưởng lão, thần chiến trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, mặt khác trưởng lão cũng dục dịch. Về phần Tiêu Phàm, từ đầu đến cuối thần sắc đều không có bất luận cái gì biến hóa, hắn hai tay ôm ngực, áo bào cổ động, tóc dài ở không trung tung bay, một bộ siêu nhiên thế ngoại bộ dáng. Đều làm cái gì, thần thương hừ lạnh một tiếng, hắn hiển nhiên cũng là nổi giận, được tu la truyền thừa người, là ta tu la tộc tộc trưởng. Đây là tổ huấn, ai cũng không thể vi phạm. Các vị trưởng lão tức khắc cúi đầu xuống, cho dù là không cam lòng lại như thế nào, chẳng lẽ liền tổ huấn đều không để ý sao? Tộc trưởng nói rất đúng, nếu như ta tu la tộc vì sống sót, liền tôn nghiêm đều có thể từ bỏ, vậy ta tu la tộc cũng không tất yếu tồn tại. Thần thương lạnh lùng đảo qua toàn trường, trầm giọng nói. Không thể không nói, thần thương thân làm tu la tộc đại trưởng lão. Hắn lời nói vẫn là cực kỳ có lực trấn nhiếp, cái này cũng cùng hắn ở tu la tộc uy tín có quan hệ. Tu la tộc tu sĩ nghe được thần thương mà nói, chậm rãi thu liếm khí thế. Tộc trưởng, xin thứ tội, thần thương thầm hút khẩu khí, nhìn về phía Tiêu Phàm bái nói. Trong lòng của hắn lại bổ sung một câu, các người đám này không biết sống chết đồ vật, trên người hắn thế nhưng là có sát lục luyện ngục, đã sớm đứng ở thế bất bại. Thần thương nghĩ không sai, Tiêu Phàm sở dĩ một mực một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, là bởi vì hắn có bản thân lực lượng. Những người này muốn giết hắn, cơ bản là không thể nào, bọn họ tất cả mọi người động tác đều không có trốn qua hắn pháp nhãn, dù sao hắn linh hồn chi lực cũng đã đột phá đến đại đế cảnh trung kỳ. Trừ phi có thể miểu sát hắn, nếu không Tiêu Phàm tùy thời đều có thể triệu hồi ra sát lục luyện ngục. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem tu la tộc đám người. Căn bản không có tha thứ bọn họ ý tứ. Thần thương nhìn thấy, thần sắc không khỏi nắm thật chặt, hắn phát hiện, bản thân dĩ nhiên hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm tâm tư. Thứ tội, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia tiếu dung, ngữ khí bên trong lại lộ ra một vòng lăng lệ. Thần thương nghe vậy, trong lòng khẽ run lên, nháy mắt nghĩ tới cái gì. Tiêu Phàm thế nhưng là tu la tộc tộc trưởng A, nhưng bây giờ... Bọn họ thân làm tu la tộc người, dĩ nhiên đối Tiêu Phàm kêu đánh kêu giết, đây là một cái tộc nhân hẳn là làm sao? Nếu như tùy tiện một người đều có thể đối tu la tộc tộc trưởng, vậy hắn cái này tộc trưởng uy tín ở đâu? Lịch đại tu la tộc tộc trưởng, cái nào không phải ngoan nhân? Lại có ai dám đối lịch đại tộc trưởng kêu đánh kêu giết? Thần chiến, quỳ xuống, thần thương bỗng quát lên. Quỳ xuống, thần chiến hơi sững sờ. Trong lúc nhất thời không minh bạch thần thương ý tứ. Bản thân thế nhưng là đại đế cấp trung kỳ cường giả, tu la tộc đệ cửu trưởng lão, dựa vào cái gì hướng một cái thần vương cảnh tu sĩ quỳ xuống. Ân, thần thương nhíu mày lại, một cỗ cường hoành khí tức nháy mắt hướng về thần chiến nghiền ép mà đi, thần chiến thân thể khẽ run lên, dĩ nhiên có chút đứng không vững. Tiêu Phàm thần sắc 10 phần bình tĩnh, nhưng người nào đều có thể cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cỗ kia sát ý. Phạm thượng, thân làm tu la tộc trưởng lão, người hẳn là minh bạch, tội đáng như thế nào? Thần thương trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc, hắn trên bản chất vẫn là một cái cố thủ người.
thân làm Tu La tộc đại trưởng lão, tất cả đều là lấy Tu La tộc làm trọng. Thần Chiến sắc mặt biến đổi, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, đúng vậy a, trước mắt cái này thần vương cảnh tiểu tử, thế nhưng là bọn họ Tu La tộc tộc trưởng a. Hắn là đại đế cảnh lại như thế nào? Chỉ là thân phận, liền đủ để áp chế gắt gao hắn, nếu là dĩ vãng, nếu là có người dám nói giết tộc trưởng, chỉ cần một câu, đoán chừng Tu La tộc đều sẽ liều mạng giết hắn. Phù phù, Thần Chiến khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là quỳ xuống, dù là trong lòng của hắn lại như thế nào không cam lòng. Hắn cũng biết rõ, thần thương như thế nghiêm khắc đối đãi hắn, chỉ là vì bảo vệ hắn mà thôi. Đừng nhìn Tiêu Phàm hiện tại một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, nhưng ánh mắt kia, lại làm cho hắn cái này đại đế cảnh cường giả đều có chút sợ hãi. Mặt khác trưởng lão nhìn thấy, cũng là sắc mặt biến hóa, bọn họ không nghĩ đến, thần thương dĩ nhiên thật công nhận Tiêu Phàm thân phận, mà không phải nói đùa. Các ngươi cũng đều quỳ xuống. Đột nhiên, thần thương băng lãnh con ngươi lại nhìn về phía mặt khác trưởng lão nói. Chúng trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trầm ngâm mấy tức, cuối cùng cũng vẫn là cắn răng quỳ xuống. Còn mời tộc trưởng xử lý. Thần thương hít sâu một cái, cũng quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Phàm. Theo lấy thần thương quỳ xuống, ở đây Tu La tộc đám người chỗ nào còn dám do dự, nhao nhao quỳ xuống, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng hoàn toàn khác biệt. Bọn họ thực sự nghĩ không ra, tại sao trưởng lão đều muốn hướng một cái thần vương cảnh tiểu tử quỳ xuống. Coi như hắn chiếm được Tu La tộc truyền thừa lại như thế nào, giết bọn họ cũng đồng dạng có thể trùng hoạch Tu La tộc truyền thừa, trở thành một đời mới Tu La tộc tộc trưởng a. Bọn họ chỗ nào biết rõ, Tu La tộc truyền thừa, cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, cho dù giết Tiêu Phàm, cũng rơi không đến bọn họ trên tay. Hơn nữa, nhìn chung lịch đại Tu La tộc tộc trưởng, cái nào không phải ngút trời hạng người, há lại dễ giết như vậy. Tiêu Phàm xác thực là thần vương cảnh, nhưng đại trưởng lão thần thương biết rõ, Tiêu Phàm không phải dễ giết như vậy. Nếu như giết không chết Tiêu Phàm, nghênh đón bọn họ liền là hủy diệt tính tai nạn, thậm chí diệt Tu La tộc đều có khả năng. Chỉ cần Tiêu Phàm còn sống, hắn liền có thể một lần nữa tạo một cái Tu La tộc, chỉ là cái này bí mật, thần thương là không thể nào nói cho những người này. Tiêu Phàm nhìn thấy ở đây tất cả mọi người đều quỳ xuống, lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, giờ phút này hắn, không chỉ có là một cái thần vương cảnh tu sĩ, càng là Tu La tộc tộc trưởng. Tu La tộc quy củ không thể phế. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía vừa mới muốn giết hắn Thần Chiến đám người nói. Đám người thần sắc run lên, trong lòng cực kỳ không cam lòng, lúc này, thần thương vội vàng nói, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, tất nghe tộc trưởng xử lý. Nói giết tộc trưởng, phải bị tội gì? Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Thần thương nghe vậy, thân thể cũng không nhịn được run rẩy lên, bất quá vẫn là kiên định nói ra, đáng chém. Đáng chém, thần thương đám người nghe vậy, sắc mặt đều biến trắng bệch lên, cả người đều có loại cảm giác bất lực, thiếu chút nữa thì co quắp mềm ở trên mặt đất. Bọn họ rất muốn đứng lên, trực tiếp diệt Tiêu Phàm. Nhưng bọn hắn đều biết rõ, nếu là Tiêu Phàm bất tử, không may liền không chỉ là bọn họ, còn có bọn họ người nhà. Nhìn đến các ngươi còn không có quên Tu La tộc quy củ. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung chậm rãi biến mất, bỗng biến băng lãnh vô cùng, nhìn về phía Thần Chiến bọn họ nói, Thần Chiến đúng không, bản tộc trưởng trừng phạt, ngươi phục sao? Thần Chiến toàn thân run rẩy dữ dội, ướt đẫm mồ hôi hắn y phục, bất quá vẫn là cắn răng nói, phục. Hồng hộc, vừa dứt lời, một đạo kiếm quang nháy mắt nở rộ, xông thẳng Thần Chiến mà đi, Thần Chiến kém chút liền muốn bạo khởi phản kháng, bất quá cuối cùng nghĩ tới bản thân người nhà, vẫn là nhịn xuống. Phốc một tiếng, Thần Chiến đầu bỗng bay lên, một cột máu bắn về phía hư không, đem chung quanh trưởng lão đều nhuộm thành huyết sắc. Tề mặt khác Tu La tộc tu sĩ nhìn thấy, toàn bộ đều hít một hơi lạnh, mí mắt một trận cuồng loạn, trong lòng rung động không thôi. Đây chính là cửu trưởng lão A, dĩ nhiên trực tiếp bị hắn một kiếm giết, một điểm lưu tình chỗ trống đều không có. Đầu tiên là giết tứ trưởng lão, hiện tại lại ngay trước mặt nhiều người như vậy giết cửu trưởng lão. Thần Chiến cũng là kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên thật giết hắn. Đáng tiếc, bản tộc trưởng thực lực còn chưa đủ, bằng không vừa mới một kích, định để ngươi thần hồn câu diệt. Tiêu Phàm lắc lắc đầu thở dài nói. Nghe được lời này,
Thần Thương trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, vội vàng quát, thần chiến, còn không tả tộc trưởng Ân không giết. Đám người cũng lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm là thật không cách nào giết chết thần chiến sao? Hiển nhiên là không có khả năng, bọn họ thế nhưng là được chứng kiến Tiêu Phàm thủ đoạn, liền tứ trưởng lão đều là không lưu tình chút nào mặt sát, vừa mới thần chiến không phản kháng, Tiêu Phàm lại làm sao có thể giết không chết hắn. Duy nhất nguyên nhân chính là, Tiêu Phàm cố ý thủ hạ lưu tình, chỉ là chém nứt đầu hắn, xem như giết hắn một lần. Thần chiến cũng lấy lại tinh thần, ý niệm khẽ động, đầu nháy mắt trở lại trên cổ, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái, cung kính nói, tạ tộc trưởng Ân không giết. Thảo muội tặng tỷ BCL, chúc tỷ CVT thành công ngay. Thần chiến giờ phút này lại là phát ra từ nội tâm cảm kích Tiêu Phàm, hắn biết rõ, Tiêu Phàm là cố ý lưu hắn một mạng mà thôi. Không cần cảm ơn bản tộc trưởng, là ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ. Tiêu Phàm ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Kỳ thật, nhưng hắn thật giết thần chiến, Tiêu Phàm cũng có chút không bỏ được, người này mặc dù nóng nảy một điểm, nhưng tốt xấu cũng là đại đế trung kỳ tu vi a. Hiện tại đã giết thần chiến một lần, lại có thể bảo hắn một mạng, cớ sao mà không làm đây? Nếu quả thật cứ như vậy giết thần chiến, đoán chừng những người khác đều sẽ phẫn nộ, này cũng không phải chuyện gì tốt. Về phần kia tứ trưởng lão, nếu như không phải luôn mồm đối với hắn Tiêu Phàm kêu đánh kêu giết, Tiêu Phàm cũng sẽ không hạ tử thủ. Thần chiến hít sâu một cái, trong lòng lại là có chút may mắn, nếu là Tiêu Phàm đột phá đến đại đế cảnh, có lẽ bản thân liền chưa hẳn có thể còn sống. Tiêu Phàm ánh mắt lại chuyển hướng mặt khác trưởng lão nói, các ngươi vừa mới giật dây thần chiến, cũng biết tội. Thuộc hạ biết tội, đám người thấy được Tiêu Phàm thủ đoạn, chỗ nào còn dám phản kháng. Tất nhiên biết tội, vậy liền đều thưởng trăm roi. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói, thần thương, việc này ngươi tới giám sát. Là, tộc trưởng, thần thương vội vàng gật đầu. Trong lòng của hắn lại là kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm đem việc này giao cho hắn, rõ ràng là muốn hắn nhường a. Đã ngay trước mặt nhiều người như vậy trừng phạt các vị trưởng lão, cho mình thắng được uy nghiêm, lại không có đem các vị trưởng lão vào chỗ chết đắc tội. Liền hắn đều không thể không sợ hãi thán phục Tiêu Phàm thủ đoạn, căng chặt có độ. Mặt khác, hôm nay sự tình, bản tộc trưởng không nghĩ những người khác biết rõ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Phàm u lãnh ánh mắt đảo qua toàn trường. Là, tộc trưởng, một đám tu la tộc tu sĩ lập tức đáp. Đều đứng lên đi, Tiêu Phàm nhìn thấy, lúc này mới lỏng miệng nói, thần thương, đem tu la tộc tư liệu chỉnh lý một cái, mau chóng giao cho ta. Là, tộc trưởng, thần thương gật gật đầu, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm nhanh như vậy liền muốn tiếp quản tu la tộc. Tuy nhiên hắn trong lòng 10 phần không nguyện ý, nhưng lại có chút chờ mong. Tiêu Phàm thế nhưng là tu la tộc tộc trưởng, có lẽ, hắn có thể đủ mang theo tu la tộc lần nữa quật khởi cũng nói không chừng. Nhớ năm đó, tu la tộc tộc trưởng còn ở thời điểm, trong thiên hạ, lại có ai không biết tu la tộc. Mà hiện tại, tu la tộc lại chỉ có thể cuộn mình ở huyết u cổ vực một lần này góc chi địa, thậm chí còn phải nhìn hắn người sắc mặt làm việc. Tu la tộc cũng điệu thấp quá lâu, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ngẩng đầu nhìn xem chân trời nói. Hắn chứng kiến phương hướng, chính là vạn la đế vực vị trí, một cỗ sát ý lặng yên dâng lên. Thần thương đám người trong lòng giật mình, còn có chút hưng phấn, tu la tộc truyền thừa, có thể một mực đều là tu la tộc báu vật a, chỉ cần Tiêu Phàm tùy tiện chỉ điểm một hai, tu la tộc thực lực liền khả năng cường đại gấp mấy lần. Tiêu Phàm lại thông báo một chút sự tình, đám người lúc này mới rời đi, mà Tiêu Phàm lại bị thần thương đám người dẫn tới tu la tộc thánh thành tu la thành. Bất quá, Tiêu Phàm thân làm một đời mới tu la tộc tộc trưởng sự tình, lại không có truyền ra ngoài. Nếu là ngoại giới biết rõ tu la tộc tộc trưởng lần nữa xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Tu la tộc trưởng đại biểu cái gì, tất cả mọi người đều 10 phần rõ ràng. Mỗi một đời tu la tộc trưởng xuất hiện, đều sẽ nhường thái cổ thần giới máu chảy thành sông, thây nằm ước vạn, thái cổ thần giới đều khả năng hóa thân thành chân chính tu la tràng. Tiêu Phàm đợi ở Tu La Thành một tòa nhã uyển bên trong, bốn phía thủ vệ xâm nghiêm, bất luận kẻ nào đều không thể tự tiện tiến vào nơi đây. Những ngày qua, ngược lại là không ai còn dám nhằm vào hắn, liền thần chiến các trưởng lão cũng tất cung tất kính, chỉ ít mặt ngoài là như thế. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ,
trong thời gian ngắn muốn để những người này thần phục với bản thân, đó là cơ hồ không có khả năng. Đừng nhìn Thần Thương khắp nơi giữ gìn bản thân, nhưng là hắn nội tâm suy nghĩ sâu xa là cái gì, lại có ai biết đây? Thời gian chậm rãi xói mòn, rất nhanh liền đi qua 7 ngày thời gian, Thần Thương lần nữa xuất hiện ở Tiêu Phàm tiểu viện. Toàn bộ Tu La tộc, đại đế cảnh đều chỉ có 12 người. Thần Vương cảnh 1671 người. Tiêu Phàm cau mày, hiển nhiên không quá hài lòng Thần Thương bài thi. Thần Vương cảnh hơn 1000 người, ngược lại là ở Tiêu Phàm trong dự liệu, dù sao Tu La tộc chỉ chiếm căn cứ lấy huyết u cổ vực, cách cục quá nhỏ. Nhưng là đại đế cảnh số lượng, lại làm cho Tiêu Phàm cực kỳ thất vọng. Phải biết, Vạn La đế vực chỉ là tiến đánh thiên võ cổ vực đại đế cảnh, thì có 11 người a, cái này đã tương đương với Tu La tộc toàn bộ đỉnh phong lực lượng. Mà kia 11 người, vẻn vẹn chỉ là Vạn La đế vực một góc của băng sơn mà thôi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Thần Thương lộ ra đắng chát tiếu dung, nói tộc trưởng, ta Tu La tộc 100 vạn năm qua, đều không có tộc trưởng tọa chấn, truyền thừa mất đi quá nhiều. Hơn nữa, huyết hù cổ vực mặc dù thần linh chi khí nồng đậm, nhưng vẫn như cũ quá nhỏ, không đủ để chèo chống càng nhiều tộc nhân đột phá đại đế cảnh, nên mới có thể càng ngày càng yếu. Tiêu Phàm nhíu mày, rơi vào trong trầm tư, hồi lâu mới nói, đột phá đại đế cảnh, chẳng lẽ còn cùng địa vực có quan hệ? Tộc trưởng có từng nghe nói qua khí vận, Thần Thương thần sắc trịnh trọng nói. Khí vận mà nói, Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ, năm đó ở chiến hồn đại lục thời điểm, hắn liền nghe người ta nói qua, những cái kia tiểu thành trì khí vận không bằng đại thành trì, muốn đột phá cao hơn cảnh giới thì càng gian nan. Chỉ là hắn không nghĩ đến là, thái cổ thần giới cũng có khí vận cái từ này, nghĩ đến này thuyết pháp là thật. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, Thần Thương lại nói, mỗi một cái thế lực, mỗi một phiến địa vực, mỗi một cái chủng tộc, đều có riêng phần mình khí vận càng mạnh, liền càng dễ dàng đột phá cao hơn cảnh giới. Mặc dù loại này thuyết pháp 10 phần huyền diệu, nhưng là cũng có thể thay cái thuyết pháp, tỉ như Vạn La đế vực cùng ta huyết u cổ vực so sánh, Vạn La đế vực nắm giữ càng nhiều công pháp, càng nhiều tu luyện tư nguyên. Mà huyết u cổ vực, chỉ chiếm căn cứ một vực chi địa, vô luận công pháp còn là tu luyện tài nguyên, cũng không bằng Vạn La đế vực, ta Tu La tộc khí vận tự nhiên không bằng Vạn La đế vực. Tiêu Phàm gật gật đầu, khí vận thuyết pháp mặc dù 10 phần phiêu miểu, nhưng là đi qua Thần Thương như thế giải thích, hắn lại là hiểu. Khí vận bao la vạn tượng, không chỉ có bao quát thiên phú, tu luyện tư nguyên, công pháp chủng loại, hơn nữa cũng đồng dạng bao quát các loại cơ duyên. Nói cách khác, Tu La tộc muốn biến càng thêm cường đại, liền chỉ có xâm chiếm càng nhiều địa vực, như thế mới có thể lấy được càng nhiều tu luyện tư nguyên. Tiêu Phàm khẽ cau mày nói. Không sai, Thần Thương gật gật đầu, hắn không có tiếp tục mở miệng, mà là chờ đợi Tiêu Phàm quyết đoán. Tiêu Phàm cũng rơi vào trong trầm tư, Tu La tộc cố nhiên không thể từ bỏ, nhưng hắn càng quan tâm vẫn là Tu La điện, hắn đang nghĩ, thiên võ cổ vực có phải hay không có thể cùng huyết u cổ vực sát nhập đây? Nếu như sát nhập mà nói, hai đại cổ vực trung gian địa vực, là khẳng định muốn cầm xuống đến. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh hủy bỏ ý nghĩ này, hiện tại Tu La điện vẫn là quá yếu, liền Tu La tộc đều so ra kém, lại càng không cần phải nói mặt khác đông đảo cổ vực. Thần Thương, qua chút thời gian, ta sẽ ly khai huyết u cổ vực, nơi này sự tình vẫn là do ngươi để ý tới. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng làm một cái quyết định. Tộc trưởng muốn ly khai, Thần Thương kinh ngạc nói, đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua một vòng ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Thảo mụi tặng tỷ BCL, chúc tỷ CVT thành công ngay. Ly khai sao, Tiêu Phàm tự nhiên muốn ly khai, hiện tại nhường hắn trưởng khống Tu La tộc cơ hồ là không có khả năng sự tình, trừ phi hắn có thể đủ đột phá đại đế cảnh, dạng này mới có thể sử dụng thực lực trấn áp bọn họ. Hơn nữa, cự ly Lãng Thiên trong miệng nói tới 3 năm kỳ hạn cũng không xa, Tiêu Phàm cũng không muốn bỏ lỡ một lần này cơ hội. Đương nhiên, ở trước khi đi, Tiêu Phàm còn có một kiện rất trọng yếu sự tình muốn đi làm. Làm sao, ta ly khai ngươi giống như rất khai tâm bộ dáng. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Thần Thương nói. Không dám, Thần Thương vội vàng cúi đầu. Ta biết rõ trong lòng ngươi ý nghĩ, ngươi yên tâm, ta cũng không nghĩ qua dùng thân phận đến nhường các ngươi thần phục, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta ngụy trang. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, thần sắc 10 phần bình thản.
Thần Thương trong lòng giật mình, hắn có loại bị Tiêu Phàm nhìn thấu cảm giác, trong lòng đối Tiêu Phàm cũng càng thêm lau mắt mà nhìn lên. Ngươi đi đi, tiếp qua nửa tháng, ta liền ly khai, đúng rồi, thay ta đem Thần Vô Tâm tìm đến. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Trong lòng của hắn cũng vẫn là có chút ít kích động, chí ít, Thần Thương đối bản thân không có cái gì sát ý, nói rõ như vậy, bản thân thân phận không để cho hắn lên tham niệm, bằng vào một điểm này liền đầy đủ. Thần Thương ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Phàm một cái, cuối cùng gật đầu ly khai, trên người hắn thiếu đi một loại cung kính, lại nhiều một loại thâm thúy. Thần Thương à Thần Thương, người nghĩ khảo nghiệm ta, ta lại làm sao không biết đây. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng. Thần Thương tuân theo hắn mệnh lệnh, nếu như nói vẻn vẹn chỉ là tuân theo tổ huấn mà nói, đánh chết Tiêu Phàm đều sẽ không tin tưởng, dù sao hắn tốt xấu cũng là đại đế cảnh hậu kỳ cường giả. Thần Thương cung kính như thế đối đãi hắn, duy nhất giải thích chính là, Thần Thương nghĩ nhìn hắn Tiêu Phàm đến cùng có hay không tư cách làm cái này tộc trưởng. Nếu như không có, Thần Thương nhất định sẽ không lưu tình chút nào xuất thủ. Sau nửa ngày, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm tiểu viện bên ngoài, người tới thần sắc băng lãnh, mười phần khó chịu, thậm chí còn mang theo một tia sát ý. Tiêu Phàm, người tìm ta làm cái gì? Thần Vô Tâm đứng ở tiểu viện bên ngoài, lạnh giọng quát. Tiêu Phàm mặc dù trở thành Tu La tộc trưởng, có thể trong lòng của hắn đối Tiêu Phàm hận ý, vẫn như cũ không có hạ thấp mảy may. Đột nhiên, tiểu viện một đạo thân hình lóe lên, lại là Tiêu Phàm quỷ dị xuất hiện, cười nhìn xem Thần Vô Tâm nói, làm sao, ngươi cảm thấy ngươi so thần chiến còn lợi hại sao? Thần Vô Tâm khóe miệng giật một cái, thần chiến bị Tiêu Phàm một kiếm chém rụng đầu một màn hắn còn rõ mồn một trước mắt. Nhìn thấy bản tộc trưởng, còn không quỳ xuống. Tiêu Phàm tiếu dung bỗng nhiên biến mất, chiếm lấy là một loại băng lãnh, càng là phát ra vương giả uy nghiêm. Thần Vô Tâm khẽ cắn môi, nắm đấm nắm chặt, trên trán nổi gân xanh, quỳ một gối xuống nói, Thần Vô Tâm, gặp qua tộc trưởng. Dứt lời, Thần Vô Tâm lại bản thân đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới cái quỳ này, là quỳ ta Tu La tộc tộc trưởng. Nếu như ngươi tới tìm ta chỉ là chế nhạo ta mà nói, ta không hứng thú, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Giờ phút này, Thần Vô Tâm hỏa khí cũng đi lên, lúc đầu hắn cùng Tiêu Phàm liền là cửu nhân, tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Tiêu Phàm trên người trán phóng sát ý lạnh như băng, tựa như tùy thời đều chuẩn bị động thủ. Bất quá, mấy tức sau đó, Tiêu Phàm trên người khí tức nháy mắt biến mất, trên mặt cũng mang theo một nụ cười, nói, Thần Vô Tâm, không nghĩ đến ngươi còn có mấy phần cốt khí, không sai. Ngươi, Thần Vô Tâm nơi nào không biết, Tiêu Phàm là đang cố ý thăm dò hắn, này khiến hắn như tức giận không thôi. Tốt, người ta tầm đó ân oán, cũng không có gì ghê gớm. Tiêu Phàm khoát khoát tay, thần sắc đột nhiên biến ngưng trọng lên, một lần này tìm ngươi đến, ta là muốn tìm ngươi giúp một chút. Tìm ta giúp bận bịu, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao? Thần Vô Tâm khinh thường nói, nhưng trong lòng là có chút khai tâm, có cái gì có thể so sánh bản thân địch nhân hướng bản thân chịu thua càng cao hứng đây. Tiêu Phàm tựa như không nghe được Thần Vô Tâm lời nói đồng dạng, tiếp tục nói, ngươi năm đó là như thế nào tiến vào chiến hồn đại lục. Thần Vô Tâm con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nói, ngươi tới tìm ta, là muốn tiến vào chiến hồn đại lục. Không sai, Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu. Từ ly khai chiến hồn đại lục đến hiện tại cũng đã có hơn 10 năm, Tiêu Phàm thế nhưng là giờ nào khác nào cũng đang nghĩ đến Diệp Thi Vũ. Hiện tại, hắn cũng coi như là đang thái cổ thần giới đứng vững vàng gót chân, trước tiên nghĩ đến liền là đem Diệp Thi Vũ tiếp trở về. Mặc dù lúc trước Diệp Thi Vũ nói một vạn năm mới có thể gặp, nhưng Tiêu Phàm có thể đợi không được một vạn năm. Chiến hồn đại lục cũng đã tiến không lên, Thần Vô Tâm trầm mặc lúc này, vẫn là lắc lắc đầu nói, trước đó ta thử qua tiến vào, nhưng căn bản tìm không đến Tu La Tổ. Tu La Tổ, Tiêu Phàm nhíu mày, chiến hồn đại lục là Tu La Tổ. Không, không phải, Thần Vô Tâm vội vàng lắc lắc đầu, hắn hận không thể phiến bản thân một bàn tay. Bản thân làm sao không cẩn thận đem vấn đề này nói ra nữa nha. Ngươi không quá thích hợp nói dối. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nói đi, như thế nào mới có thể từ huyết u tuyệt địa bên trong đi ra. Ngươi biết rõ, một lần này đến phiên Thần Vô Tâm kinh ngạc. Huyết u tuyệt địa, không phải liền là tiến vào chiến hồn đại lục nhập khẩu A,
Tiêu Phàm là như thế nào biết rõ. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta chỉ muốn biết rõ, như thế nào mới có thể từ bên trong đi ra. Tiêu Phàm không có giải thích ý tứ. Huyết U Tuyệt Địa sự tình, tự nhiên là Cổ Nhược Trần nói cho hắn, sở dĩ tìm đến Thần Vô Tâm, bởi vì Cổ Nhược Trần nói qua, chỉ có Tu La Tộc mới biết được như thế nào từ Huyết U Tuyệt Địa bên trong ly khai. Thần Vô Tâm bị Tiêu Phàm sắc bén ánh mắt nhìn 10 phần không tự tại, đành phải nói ra, đã ngươi biết rõ Huyết U Tuyệt Địa, vậy ngươi cũng hẳn là rõ ràng, Huyết U Tuyệt Địa chỉ là Chiến Hồn Đại Lục một cái nhập khẩu mà thôi. Coi như ta biết rõ như thế nào từ Huyết U Tuyệt Địa bên trong đi ra, có thể ngươi cũng căn bản tiến không lên Chiến Hồn Đại Lục, Chiến Hồn Đại Lục cũng đã vô hình biến mất. Biến mất, Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, sắc mặt cũng biến vô cùng ngưng trọng lên, lắc lắc đầu nói, mặt khác ngươi không cần phải để ý đến, ta chỉ cần biết rõ, như thế nào từ Huyết U Tuyệt Địa ly khai là được rồi. Thần Vô Tâm trầm mặc lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói, đoán chừng ta cho ngươi biết phương pháp, ngươi cũng không tin, ta với ngươi đi vào chung a. Nghe vậy, Tiêu Phàm cũng có chút kinh ngạc, Thần Vô Tâm làm sao đột nhiên biến hảo tâm như vậy. Ta mang ngươi đi vào, nhưng là ngươi được đáp ứng ta một cái điều kiện. Đột nhiên, Thần Vô Tâm cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nói, Tiêu Phàm nhíu mày. Thần Vô Tâm hít sâu một cái, nói, mang ta ly khai Huyết U cổ vực, ta muốn tiến vào Bách Sát Các. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm kinh ngạc, nghi ngờ nói, chân sinh trưởng ở trên người ngươi, ngươi thích đi đâu liền đi đâu. Tu La tộc không cho phép tiến vào Bách Sát Các, một khi phát hiện, trưởng lão sẽ không bỏ qua ta, thậm chí ta người nhà. Thần Vô Tâm lắc lắc đầu. Tiêu Phàm lúc này mới phảng phất tới, điều kiện này đối với hắn tới nói không tính là gì, nhưng là đối với Thần Vô Tâm tới nói, khả năng liền khó khăn. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm tự nhiên không chút do dự đáp ứng, hiện tại, hắn chỉ muốn tiến vào Huyết U Tuyệt Địa, tìm tới Diệp Thi Vũ. Thảo Mụi tặng tỷ BCL, chúc tỷ CVT thành công ngay. 3 ngày sau, Tiêu Phàm cùng Thần Vô Tâm hai người lặng yên biến mất ở Tu La Thành, xuất hiện ở một phiến mênh mông sơn mạch bên trong, nơi này là một chỗ cổ chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầu đầu cũng có khô lâu hài cốt, không biết chết đi dài hơn tuế nguyệt. Cũng đã triệt để mục nát, liền thần cốt thần tính cũng triệt để sói mòn. Bốn phía đen nghịt một phiến, cho người ta một loại cực kỳ kiềm chế cảm giác, lộ ra một cỗ ngột ngạt khí tức, cho người hô hấp đều có chút ngạt thở. Từng tòa sơn phong, như hổ ngồi, dường như rồng cuộn, lại như hồng hoang mãnh thú ẩn núp, khí tức khiếp người. Không khí bên trong tràn ngập một loại túc sát khí tức, cho người chùn bước. Nơi này, liền là Huyết U Tuyệt Địa. Giờ phút này, Tiêu Phàm cùng Thần Vô Tâm hai người chậm rãi đi ở mảnh này trên cổ chiến trường, thần sắc đều có chút ngưng trọng, thỉnh thoảng đề phòng nhìn xem tứ phương, sợ đột nhiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Phàm con người xâm nhiên, những năm gần đây, hắn xông qua tuyệt địa cũng không ít, nhưng nơi này nhường hắn cảm thấy nguy hiểm nhất, luôn cảm giác có một đôi con mắt ở trong tối tiếp cận bản thân. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ. Liền đại đế tiền kỳ cũng dám một trận chiến nhân vật. Nhưng trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm trong tay, bỗng nhiều hơn một mai hôi sắc hạt châu, chính là thời không thiên châu, nếu là phát hiện nguy hiểm, hắn tất nhiên trước tiên ly khai nơi đây. Mảnh này cổ chiến trường, truyền văn là thượng cổ thời kỳ chiến trường, lúc trước ta Tu La tộc đại năng tận diệt bởi này, chỉ có số ít người sống tiếp được. Thần Vô Tâm thấp giọng nói, ngữ khí có chút ngột ngạt. Đối mảnh này cổ chiến trường, hắn cũng là phát ra từ nội tâm kính sợ. Tiêu Phàm nghiêm túc nghe, không có cắt ngang Thần Vô Tâm lời nói, chỉ thấy hắn tiếp tục nói ra, chúng ta mạch này tiên tổ, chính là kia may mắn người một trong. À, Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên một cái, hắn biết rõ Thần Vô Tâm muốn nói cái gì. Người nghĩ không sai, Thần Vô Tâm tựa như nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ. Ngưng tiếng nói, ta sở dĩ có thể ra vào Huyết U Tuyệt Địa, là bởi vì chúng ta mạch này tiên tổ lưu lại một kiện bảo vật, có thể định vị Chiến Hồn Đại Lục vị trí, cũng tương tự có thể tùy ý xuyên qua Huyết U Tuyệt Địa. Tiêu Phàm nghe vậy, con người hơi hơi thu rụt một cái, hắn nhưng là ở Chiến Hồn Đại Lục chung quanh lưu lại thần văn ấn ký, nhưng hắn trước đó thử thật nhiều lần, căn bản không cách nào cảm ứng được Chiến Hồn Đại Lục tồn tại. Nhưng hiện tại, Thần Vô Tâm lại nói cho hắn.
hắn có biện pháp định vị chiến hồn đại lục, này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc đây? Cái gì pháp bảo, Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi đi ra. Thần Vô Tâm chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện, hắn nhìn thấy Tiêu Phàm lộ ra kinh ngạc thần sắc, trong lòng thoải mái đến cực điểm. Lập tức, Thần Vô Tâm mở ra trong tay, một mai trong suốt thấu triệt hạt châu liền rơi ở trong tay hắn, cẩn thận xem xét, hạt châu bên trong có nguyên một đám điểm sáng. Điểm sáng lập lòe đủ mọi màu sắc quang mang, hơn nữa dọc theo nhất định quỹ tích xoay tròn, tựa như từng khỏa thu nhỏ tinh thần một dạng. Đây là tinh thần châu, bên trong điểm sáng, chính là một chút tiểu thế giới tiêu ký, một cái này to lớn nhất điểm sáng, chính là chiến hồn đại lục. Thần Vô Tâm nói ra, ngươi sẽ không sợ ta đem vật này đoạt tới. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Thần Vô Tâm nói. Lấy hắn hiện tại thực lực, từ Thần Vô Tâm trong tay đoạt lấy vật này, thật sự là quá cực kỳ đơn giản. Ta biết rõ ngươi sẽ không. Thần Vô Tâm lắc lắc đầu nói, hơn nữa, coi như tinh thần châu rơi ở trong tay ngươi, ngươi cũng không dùng đến. Ta phát hiện, ngươi có đôi khi cũng không phải là chán ghét như vậy. Tiêu Phàm nhìn Thần Vô Tâm một cái, đi thôi, không muốn lãng phí thời gian. Nơi này cũng đã không sai biệt lắm. Thần Vô Tâm ngắm chỗ sâu một cái, cũng không có đi vào dự định, tựa như đang kiêng kỵ thứ gì. Thoại âm rơi xuống, Thần Vô Tâm thôi động trong tay tinh thần châu. Một đạo sáng chói quang mang tức khắc nở rộ mà ra, đồng thời, tinh thần trong châu một điểm sáng bỗng phóng đại, sinh ra một cỗ cường đại thời không lực lượng. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn kinh ngạc phát hiện, này tinh thần châu, lại là một loại thời không pháp bảo. Quả nhiên, một khắc sau, tinh thần trong châu tóe bắn ra một đạo quang mang, bốn phía không gian biến vặn vẹo, sinh ra một cái to lớn vòng xoáy. Đi! Thần Vô Tâm sắc mặt có chút trắng bệch, quát nhẹ một tiếng, liền một bước vào vòng xoáy. Tiêu Phàm tự nhiên không dám do dự, hắn hiện tại cũng đã không kịp chờ đợi tìm tới chiến hồn đại lục, đem tiểu ma nữ tiếp trở về. 10 năm không gặp, Tiêu Phàm thế nhưng là giờ nào khác nào cũng đang nghĩ đến nàng. Không đợi Tiêu Phàm kịp suy nghĩ nhiều, hắn đã xuất hiện ở một đầu đường hầm không thời gian, bốn phía một đạo nhàn nhạt màn sáng bao phủ hắn. Màn sáng bên ngoài, lại là một phiến đen kịt. Đây là đang xuyên toa hư vô, Tiêu Phàm hơi kinh hãi. Hắn đều không thể không thừa nhận, này tinh thần châu, thật đúng là không phải bình thường chân quý, có thể ghi chép tiểu thế giới vị trí không nói, còn có thể trực tiếp truyền tống. Không biết thời không thiên châu, phải chăng nắm giữ loại này năng lực đây? Tiêu Phàm đột nhiên trong lòng nghĩ thầm. Đáng tiếc, hắn hiện tại vẻn vẹn luyện hóa hai thành mà thôi. Căn bản phát huy không ra thời không thiên châu uy lực chân chính. Đến, sau nửa ngày, Thần Vô Tâm thanh âm đem Tiêu Phàm kinh tỉnh lại. Nhanh như vậy, Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Lúc này không đường hầm, cùng ngoại giới tỷ lệ không giống, chúng ta ở đường hầm không thời gian bên trong ngây người một canh giờ, nhưng thái cổ thần giới cũng đã đi qua một tháng. Thần Vô Tâm xem thường nhìn Tiêu Phàm một cái. Một tháng, Tiêu Phàm càng thêm không bình tĩnh. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thần Vô Tâm trong tay tinh thần châu, nhưng đem Thần Vô Tâm dọa cho phát sợ. Thần Vô Tâm vội vàng thu hồi thời không thiên châu, lại nói thời không chi lực là huyền diệu nhất, mặt khác nói cho ngươi một kiện sự tình, thái cổ thần giới đi qua một năm, chiến hồn đại lục lại là ngàn năm. Tê lấy Tiêu Phàm tâm tính, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Bất quá, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, kích động nắm lấy Thần Vô Tâm cổ áo nói. Ngươi vừa mới nói, thái cổ thần giới một năm, tương đương với chiến hồn đại lục ngàn năm. Thần Vô Tâm bị Tiêu Phàm cử động làm cho sợ hết hồn, đờ đẫn gật gật đầu. Ha ha, Tiêu Phàm đột nhiên kích động cười ha hả, trong lòng thầm nói, ta ly khai chiến hồn đại lục cũng đã 10 năm có thừa, nói cách khác, Thi Vũ cũng đã bế quan một vạn năm. Nghĩ đến tiểu ma nữ nói tới vạn năm kỳ hạn, Tiêu Phàm nguyên bản còn không có ôm lấy quá lớn hy vọng, nhưng là hiện tại. Chiến hồn đại lục đã qua vạn năm, Diệp Thi Vũ 89/10 đã xuất quan a. Ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, ta tiến vào bách sát chiến trường trước đi vào một lần, chiến hồn đại lục vẫn như cũ bị phong ấn lấy, căn bản là tiến không lên. Thần Vô Tâm nói ra. Oanh, lời còn chưa dứt, đột nhiên từng đợt kinh lôi tiếng từ đằng xa cuồn cuộn mà đến, hai người ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy bóng đêm vô tận bên trong. Đang lấp lóe từng đạo sáng chói hào quang lóa mắt, đem vô tận hư vô đều chiếu sáng rực lên.
nơi đó tựa như là chiến hồn đại lục vị trí. Thần vô tâm nhìn thấy, không khỏi nhíu mày. Chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm nghe vậy, một cỗ ngập trời sát khí từ trên người hắn nở rộ mà ra, con ngươi đều biến đỏ thắm. Tiêu Phàm, thần vô tâm cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế, không khỏi dùng mình một cái, kia khí tức, không thể so với đại đế cảnh cường giả yếu a. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm cũng đã hóa thành một vệt sáng biến mất ở hắn trong tầm mắt, xông thẳng thiên vũ mà đi. Vô tận tinh không chỗ sâu, một khỏa lam sắc tinh thần chung quanh chán phóng như có như không bạch sắc vầng sáng, giống như một tàm kiển, đem lam sắc tinh thần bao phủ ở bên trong. Lam sắc tinh thần bên ngoài, hư không đứng đấy lần lượt từng bóng người, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm không chung, những người này lấy hai người là thủ, hơn nữa hai người đều là nữ tử. Trong đó một cái nữ tử một đầu mái tóc dài màu trắng tung bay rơi vào hư không, một bộ váy trắng càng là phát ra thánh khiết quang mang, lụa trắng che mặt, nhìn không rõ khuôn mặt. Bất quá có thể rõ ràng nhìn thấy hắn một đôi con ngươi, dĩ nhiên không có con ngươi, chỉ có tròng trắng mắt, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Dù như thế, cũng che không được nàng kia tuyệt thế dung nhan. Một cái khác nữ tử, da thịt trắng hơn tuyết, giống như dương chi ngọc, khuôn mặt như vẽ. Xuất trần thoát tục, hắn tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy, giống như họa trung tiên tử. Đồng dạng một bộ bạch sắc váy dài, nhẹ bọc lấy yêu kiều thướt tha dáng người, giống như tiên nữ hạ phàm, không nhiễm bụi bặm, không dính khói lửa. Ba búi tóc đen choàng tại sau vai, trong gió khẽ dương lên, kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, liền toàn bộ thương khung ở tại trước mặt, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tất nhiên có thể một cái nhận ra hai người này đến. Không trung phía trên, lơ lửng một chiếc to lớn tinh không thần chu, bao phủ đại trận, thần chu phía trên, đứng đấy trên trăm đạo thân ảnh, mỗi người trên thân đều phát ra đáng sợ khí tức, chí ít cũng là thần vương cảnh tu vi. Bất quá, có một cái bạch bào thanh niên cực kỳ dễ thấy, hắn đứng ở thần chu phía trước nhất, những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ. Hắn mi thanh mục tú, anh tuấn phi phàm, hai tay ôm ngực, trong con ngươi lộ ra một cỗ ngạo khí, một bức ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, này bạch bào thanh niên trên người, có một chút nhỏ bé không thể xem xét đường vân. Thậm chí, hắn bạch bào, đều nạm lít nha lít nhít kim ti cũng ngưng tụ thành một chút cực kỳ huyền diệu thần văn. Hai vị, bản công tử cho các ngươi thời gian đã đủ nhiều, đem phong thiên thạch bia giao ra đi. Bạch bào thanh niên nhàn nhạt mở miệng, con người chỗ sâu lấp lóe một vòng vẻ dâm tà. Giết ta chiến hồn đại lục người, các ngươi còn muốn đoạt ta chiến hồn đại lục đồ vật. Hai nữ còn chưa mở miệng, các nàng sau lưng một cái thanh niên liền cười lạnh nói. Ồn ào, bạch bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, từng đạo hà quang gào thét mà ra, nháy mắt bao phủ kia mở miệng nói chuyện thanh niên. Phốc phốc, hà quang nở rộ. Hóa thành từng đạo chùm sáng bắn ra tứ phương, chùm sáng giống như thực chất đồng dạng, trực tiếp đem kia thanh niên xé thành xương máu. Dù là hai nữ xuất thủ, cũng không thể kịp thời ngăn cản bạch bào thanh niên. Cái gì a miêu a cẩu, cũng dám nhảy ra. Bạch bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Đường đường đại đế cảnh, ức hiếp chúng ta tiểu thế giới người, thật đúng là thật lớn năng lực. Váy trắng hắc phát nữ tử hừ lạnh một tiếng. Thân hình lóe lên, liền hướng về bạch bào thanh niên đánh tới. Nếu như không phải xem ở hai vị là mỹ nữ phân thượng, liền không chỉ là giết mấy người. Bạch bào thanh niên cười lạnh nói, ngữ khí cũng biến băng lạnh. Nhìn thấy váy trắng hắc phát nữ tử đánh tới, hắn không những không giận mà còn cười nói, thật đúng là mạnh mẽ, bất quá, rất phù hợp bản công tử khẩu vị. Dứt lời, bạch bào thanh niên nhẹ nhàng phất phất tay, cũng không có tự mình xuất thủ dự định. Ở hắn nhìn đến, trước mắt hai cái này nữ nhân tuy mạnh, nhưng có mạnh hơn cũng chỉ là thần vương cảnh tu vi mà thôi, lại làm sao có thể vào hắn pháp nhãn. Phải biết, hắn mang đến hơn trăm người, mỗi một cái đều là thần vương cảnh tu vi, cầm xuống một nữ nhân, đơn giản cực kỳ dễ dàng. Nếu như không phải chiến hồn đại lục có siêu cấp đại trận phong ấn, hắn lại làm sao có thể đợi đến hiện tại. Đương nhiên, trừ hắn muốn lấy được đồ vật bên ngoài. Hắn cũng coi trọng hai nữ tuyệt thế dung nhan, trong lòng đã sớm tính toán, nếu không cũng sẽ không đem hai nữ lừa ra chiến hồn đại lục. Ầm ầm, hư
hư không một trận kịch liệt va chạm vang lên, vọt lên vô tận thần quang, đem hư không bao phủ, giống như thiên địa sụp đổ đồng dạng, thanh thế cuồn cuộn. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy, năm đạo thân ảnh giống như chớp giật một dạng ở trong hư vô va chạm, sắp tới cực hạn. Có chút ý tứ, này tiểu địa phương dĩ nhiên có thể có dạng nữ tử này, hơn nữa còn có hai cái. Bạch bào thanh niên trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tiếu dung. Thiếu chủ, thuộc hạ đem bọn họ chụp tới, nhưng các nàng hảo hảo hầu hạ ngài. Bạch bào thanh niên một bên một cái gầy gò nam tử nịnh nọt cười nói. Cũng tốt, bản công tử cũng muốn nếm thử tiểu thế giới thịt rừng, rốt cuộc là mùi vị gì. Bạch bào thanh niên trên mặt lóe qua một vòng tà ác tiếu dung. Thuộc hạ tuân mệnh, gầy gò nam tử cung bái một tiếng, lập tức hóa thành một đạo chớp lóe, hướng về một cái khác váy trắng bạch phát nữ tử đánh tới. Ở sau lưng hắn, còn đi theo mấy người, hiển nhiên bọn họ là chuẩn bị bắt sống váy trắng bạch phát nữ tử. Phong thiên nhất tộc, các ngươi sẽ không sợ báo ứng sao? Lúc này, váy trắng bạch phát nữ tử đột nhiên một tiếng quát to, lạnh lùng nhìn xem đối diện bạch bào thanh niên phẫn nộ quát. Bạch bào thanh niên nghe vậy, con người bỗng nhiên thu rụt một cái, tựa như bí mật gì bị phát hiện đồng dạng, vội vàng quát khẽ nói, dừng tay. Gầy gò nam tử đám người ngừng thân hình, lạnh lùng nhìn xem váy trắng bạch phát nữ tử, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ngươi thế nào biết ta lai lịch? Bạch bào thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng bạch phát nữ tử. Váy trắng bạch phát nữ tử thần sắc 10 phần bình tĩnh, nói ta không vẻn vẹn biết rõ ngươi là phong thiên nhất tộc người, hơn nữa còn biết rõ, ngươi là phong thiên nhất tộc thiếu chủ một trong, tới đây, ngươi là muốn lấy được phong thiên thạch bia lại tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Bắc thần tinh hồn, không biết ta nói đúng sao? Câu nói sau cùng, tựa như một đạo tiếng sấm đồng dạng đánh vào bạch bào thanh niên đỉnh đầu, dọa đến hắn bỗng nhiên lui về phía sau một bước. Hắn đúng là phong thiên nhất tộc, cũng là gọi bắc thần tinh hồn, tới đây cũng là bởi vì muốn lấy được phong thiên thạch bia, tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Những cái này đều là thật, nhưng mấu chốt là, trước mắt cái này váy trắng bạch phát nữ tử, lại là như thế nào biết rõ đây? Hắn dám cam đoan, bản thân cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nàng, nhìn thấy nàng cũng là mấy cái canh giờ trước đó sự tình mà thôi. Chẳng lẽ nàng thần cơ diệu toán, tất cả những thứ này đều là nàng tính ra đến. Nhìn đến ta đã đoán đúng, váy trắng bạch phát nữ tử cười lạnh nói, bất quá, giới này, không phải ngươi phong thiên nhất tộc có thể bước vào. Cười nhạo, ta phong thiên nhất tộc, đi đâu không được. Bắc thần tinh hồn cười lạnh một tiếng. Căn bản không đem váy trắng bạch phát nữ tử mà nói đặt ở trong lòng. Không tin, người đều có thể thử xem. Váy trắng bạch phát nữ tử quát nhẹ một tiếng. Lời còn chưa dứt, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết, lại là vây công váy trắng hắc phát nữ tử bốn người, hoàn toàn bị một khối đá chân áp ở phía dưới, thân thể chậm rãi ép thành thịt nát. Phong thiên thạch bia, bắc thần tinh hồn nhìn thấy, trực tiếp kinh hô mà ra. Trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Khó trách bắc thần tinh hồn như thế kích động, bản thân không phải liền là vì phong thiên thạch bia tới sao? Hiện tại, phong thiên thạch bia vậy mà liền xuất hiện ở trước mắt. Cầm xuống, bắc thần tinh hồn hét lớn một tiếng, trong mắt lóe qua nóng rực quang mang, về phần cái kia bị trấn áp ở phong thiên thạch bia phía dưới bốn cái thuộc hạ, cũng đã hoàn toàn bị hắn không để ý đến. Ngay sau đó, thần chu phía trên trăm tu sĩ. Toàn bộ đều nhao nhao đạp không mà lên, hướng về váy trắng hắc phát nữ tử vồ giết mà đi. Chấn, nhìn thấy phong thiên nhất tộc người đánh tới, váy trắng hắc phát nữ tử không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại con người biến càng ngày càng băng lạnh. Đồng thời, nàng ý niệm khẽ động, bốn phía bốn khối thạch bia tức khắc chán phóng lóa mắt quang hoa, chân áp ở phong thiên thạch bia phía dưới bốn người, trực tiếp hóa thành bột phấn, cái gì đều không lưu lại. Giết! Phong thiên nhất tộc người nhìn thấy, tức khắc phẫn nộ tê hống. Đây chính là bọn họ tộc nhân A, lại bị một cái nữ tử ngay trước bọn họ mặt giết chết, này khiến bọn họ như thế nào không phẫn nộ đây. Ngược lại là bác thần tinh hồn, lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, trong mắt quang mang cũng càng ngày càng nóng rực lên. Nhìn thấy phong thiên thạch bia uy lực, hắn tựa như càng thêm hưng phấn một dạng. Nàng làm sao có thể điều khiển phong thiên thạch bia? Bắc thần tinh hồn đột nhiên kinh hô mà ra, kinh ngạc nhìn xem không trung váy trắng hắc phát nữ tử, lập tức bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hét lớn, ngươi là phong thiên nhất tộc.
Cái gì, phong thiên nhất tộc? Cái này tiểu thế giới làm sao có ta phong thiên nhất tộc người? Bọn họ nhận biết thiếu chủ, có lẽ bọn họ thực sự là ta phong thiên nhất tộc nói không chừng. Hơn nữa, nữ tử kia có thể điều khiển phong thiên thạch bia, đây chính là chỉ có ba đời trở lên huyết mạch mới có thể điều khiển a. Phong thiên nhất tộc tu sĩ cũng toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía váy trắng hắc phát nữ tử ánh mắt tràn đầy kiêng dè. Ba đời huyết mạch, phong thiên nhất tộc mặc dù cũng là nhân tộc, nhưng huyết mạch truyền thừa cực kỳ trọng yếu, bất luận thực lực mạnh yếu, chỉ luận huyết mạch cao thấp, huyết mạch càng cao, địa vị càng cao. Bọn họ những người này, nhiều nhất cũng chính là 5-6 thay mặt huyết mạch mà thôi, nếu như đối ba đời huyết mạch xuất thủ, bị tộc trưởng biết rõ, đây chính là muốn chu cửu tộc a. Nghĩ tới cái này, phong thiên nhất tộc tu sĩ, toàn bộ đều ngừng thân hình, toàn bộ đều không có mở miệng. Đều thất thần làm cái gì? Bắc thần tinh hồn phẫn nộ nhìn xem bản thân thuộc hạ, hắn không nghĩ đến, giờ khắc này, bản thân thuộc hạ vậy mà đều không nghe theo bản thân ra lệnh. Phong thiên nhất tộc tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không dám tự tiện động thủ. Một nhóm phế vật, Bắc thần tinh hồn khí không nhẹ. Xem như phong thiên nhất tộc thiếu chủ, Bắc thần tinh hồn tự nhiên biết rõ huyết mạch địa vị, nhưng là, đây chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi. Coi như mình giết trước mắt nữ nhân này, lại có ai biết. Lời còn chưa dứt, Bắc thần tinh hồn bỗng biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là ở váy trắng hắc phát nữ tử trước người, đưa tay vung lên, vô số thần văn lấp lóe, từ tứ phía bát phương gào thét mà tới. Một thoáng thời gian, bốn phía hư không một phiến vặn vẹo, thời không tựa như trùng điệp đồng dạng, đầy trời thần văn hóa thành một cái thiên địa tù lung, đem bạch phát váy đen nữ tử bao khỏa ở trong đó. Coi như ngươi là ba đời huyết mạch lại như thế nào, một cái nho nhỏ thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi, phong thiên thạch bia, bản công tử thu nhận. Bắc thần tinh hồn ngửa mặt lên trời cười to. Hắn ở trong gia tộc tìm vô số điển tịch, mới tìm tới phong thiên thạch bia một điểm dấu vết để lại. Ở trong hư vô tìm thời gian rất lâu, nguyên bản hắn cũng đã không ôm quá lớn hy vọng. Nhưng nhường hắn kinh hỉ là, ở hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, dĩ nhiên cảm nhận được phong thiên thạch bia khí tức. Tiếp qua một đoạn thời gian, nhân tộc thí luyện cổ lộ có thể liền muốn mở ra, trong đó tràn ngập vô tận hung hiểm, nếu như có thể lấy được phong thiên thạch bia, kia sống sót cơ hội khả năng liền rất lớn. Dứt lời, Bắc thần tinh hồn điều khiển thần văn lực lượng lần nữa tăng lớn. Phiến kia trùng điệp không gian tức khắc bắt đầu vặn vẹo. Váy trắng hắc phát nữ tử sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, dốc hết toàn lực thao túng phong thiên thạch bia, ngăn trở không gian nghiền ép. Nhưng mà, kia không gian cũng đã không chỉ có chỉ là pháp tắc chi lực, mà là hàm chứa thế giới chi lực, đây chính là đại đế cảnh cường giả đặc biệt có lực lượng a. Nàng chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi, dù là nắm giữ phong thiên thạch bia, cũng tuyệt không khả năng là đại đế cường giả đối thủ. Bất quá, tạm thời tới nói, nàng vẫn là có thể kiên trì. Nơi xa váy trắng bạch phát nữ tử cũng lộ ra vẻ lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tứ phương, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Đừng nhìn khắp nơi, thiếu chủ xuất thủ, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bắc thần tinh hồn chó săn gầy gò nam tử cười lạnh nói. Vậy cũng chưa hẳn, váy trắng bạch phát nữ tử híp híp hai mắt, xung xuê ngọc thủ rung động. Tựa như ở bấm đốt ngón tay này cái gì, trong lòng trầm ngâm nói, một đường sinh cơ, nhất định sẽ có một đường sinh cơ. Bảo, hư không bỗng truyền đến một tiếng nổ vang, lại là bạch bào thanh niên bỗng phát lực, trùng điệp không gian đột nhiên một tầng nổ tung, kinh khủng thời không phong bạo bao phủ trong hư vô. Váy trắng hắc phát nữ tử dốc hết toàn lực ngăn cản, phong thiên thạch bia cũng bị nàng điều khiển đến cực hạn, nhưng mà, vẫn như cũng ngăn cản không được thời không phong bạo. Chỉ thấy kia bốn khối phong thiên thạch bia hóa thành một vệt sáng hướng về bốn cái phương hướng kích xạ mà ra, váy trắng hắc phát nữ tử mất đi ỷ vào, tức khắc bị thời không phong bạo quét trúng ngực, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài, sắc mặt cũng biến trắng bệch vô cùng. Liền phong thiên thạch bia đều không luyện hóa, cũng muốn cùng ta là địch. Bắc thần tinh hồn nhe răng cười một tiếng, một mặt ngạo nghễ bộ dáng, nếu là ngươi có thể luyện hóa phong thiên thạch bia, vậy còn không sai biệt lắm, đáng tiếc. Hiện tại bắt đầu, phong thiên thạch bia là ta. Bắc thần tinh hồn một bên nói xong, một bên hướng về váy trắng hắc phát nữ tử đi đến, về phần bốn khối phong thiên thạch bia, hắn ngược lại không có vội vã đi nhặt trở về, dù sao cũng chạy không được.
đi tới váy trắng hắc phát nữ tử trước người, Bắc Thần tinh hồn trong mắt lóe qua một vòng tà quang, nói, lại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi hảo hảo phục thị bản công tử có thể cho ngươi một con đường sống, còn có vô tận vinh hoa phú quý. Lan, bạch phát váy đen nữ tử gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng về Bắc Thần tinh hồn trên mặt phun ra một ngụm máu bọt. Bắc Thần tinh hồn liếm liếm trên mặt nước bọt, lộ ra một vòng tà ác tiếu dung, lập tức nổi giận mắng tiện nhân. Cùng lúc đó, Bắc Thần tinh hồn nâng lên bàn tay, một bàn tay hướng về bạch phát váy đen nữ tử trên mặt vỗ qua. Hồng hộc, cũng liền ở trong nháy mắt này, một đạo yêu dị tử huyết sắc kiếm quang bỗng ở hư không nở rộ, xông thẳng Bắc Thần tinh hồn bàn tay mà đến. Chỉ cần Bắc Thần tinh hồn bàn tay tiếp tục tiến lên một tấc, chắc chắn bị đạo này kiếm quang chặt đứt. Không thể không nói, Bắc Thần tinh hồn tốt xấu cũng là đại đế cảnh tu vi, hắn phản ứng cực nhanh, thu hồi bàn tay, nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. Tất cả những thứ này phát sinh ở điện quang hỏa thạch, làm Bắc Thần tinh hồn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là nhìn thấy váy trắng hắc phát nữ tử trước người, nhiều một cái hắc bào thanh niên. Hắc bào thanh niên mặt lộ dữ tợn, lạnh lùng theo dõi hắn, lạnh giọng nói, đụng đến ta nữ nhân, người tìm chết sao? Bất thình lình biến hóa, nhưng ở đây tất cả mọi người giật mình, vừa mới một kiếm kia, càng làm cho đám người kinh hãi không thôi. Một kiếm dường như xuyên việt vạn cổ mà đến, nhanh đến cực hạn, đại đế phía dưới, tuyệt đối không người có thể đỡ được một kiếm này. Làm đám người lấy lại tinh thần thời khắc, đạo kia bá đạo thanh âm vẫn như cũ thật lâu quanh quẩn ở hư không. Đụng đến ta nữ nhân, người tìm chết sao? Thanh âm vô cùng băng lãnh, cũng mười phần bá khí. Hàm chứa vô thượng sát ý, nhưng băng lãnh hư vô lộ ra càng thêm rét lạnh. Là hắn, đây chính là một đường sinh cơ. Nơi xa, váy trắng bạch phát nữ tử trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, tựa như mừng rỡ cùng kích động, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục vẻ băng lãnh, dường như không có bất cứ tia cảm tình nào. Váy trắng hắc phát nữ tử nhìn thấy trước người không tính thâm hậu bóng lưng, thân thể mềm mại khẽ run lên. Trong đôi mắt đẹp lập lòe hơi nước, hai hàng thanh lệ trực tiếp tràn mi mà ra. Là ngươi sao? Váy trắng hắc phát nữ tử lắc lắc bờ môi, run rẩy mở miệng nói. Lúc này, phía trước kia hơi có vẻ gầy gò thân ảnh đột nhiên quay đầu, trên người băng lãnh đều biến mất hết, chiếm lấy là ấm áp tiếu dung. Lập tức đi đến váy trắng hắc phát nữ tử bên người, đem nữ tử một thanh ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, thì vũ, ta tới đã chậm. Hắc bào thanh niên tự nhiên là kịp thời chạy tới Tiêu Phàm, mà có thể làm cho Tiêu Phàm xưng là thi vũ người, còn có thể có ai? Chỉ có Diệp Thi Vũ, mà mặt khác cái kia váy trắng bạch phát nữ tử, lại là Vân Phán Nhi, đã từng thầm mến Tiêu Phàm nàng, về sau trở thành thiên nhân tộc, cũng đã mất đi nên có cảm tình, trở nên lạnh lùng. Ta đây không phải đang nằm mơ sao? Diệp Thi Vũ chăm chú ôm lấy Tiêu Phàm, rút tiếng nói. Tựa như muốn đem bản thân thân thể dung nhập Tiêu Phàm thể nội. Vừa mới đối mặt cường địch đều không sợ mảy may nàng, giờ phút này lại hoàn thành biến thành một cái yếu nữ tử. Không phải nằm mơ, ta tới đón ngươi. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, nhiều năm không gặp, nàng thời khắc nhớ kỹ Diệp Thi Vũ, bây giờ nhìn thấy, này khiến hắn như thế nào không kích động đây. Tiện hóa, bản công tử để mắt ngươi, ngươi dĩ nhiên không đáp ứng. Các ngươi đôi này gian phu dâm phụ đáng chết. Lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp hướng về Tiêu Phàm hai người vồ giết mà đến. Ấm áp hình ảnh bị đánh vỡ, Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung cũng nháy mắt biến mất, chiếm lấy là vô tận sát khí. Ngay cả ta nữ nhân đều dám động, ngươi nên thiên đao vạn quả. Tiêu Phàm một tay nắm Diệp Thi Vũ bảo hộ ở sau lưng, một tay đưa tay chính là một kiếm, xông thẳng kinh khủng uy áp mà đi. Hư không thần quang nở rộ, kiếm quang ngang dọc, thần lực sôi trào, Tiêu Phàm sợ lan đến gần Diệp Thi Vũ, lách mình lui về sau mấy bước, này mấy bước liền là hơn mấy chục bên trong cự ly, xuất hiện ở bên người Vân Phán Nhi. Phán Nhi, thay ta trông nom một cái Thi Vũ, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Vân Phán Nhi một cái, nói ra. Tốt, Vân Phán Nhi mặt không biểu lộ, nhưng không biết tại sao, nàng trong lòng lại là khẽ run lên. Tiêu Phàm dẫn theo kiếm, chậm rãi quay người, nhìn về phía đối diện Bắc Thần tinh hồn, cùng Phong Thiên nhất tộc đám người. Phu quân, cẩn thận, Diệp Thi Vũ lo lắng nói ra. Vừa mới Tiêu Phàm động thủ, mặc dù cản trở Bắc Thần tinh hồn công kích, nhưng là,
nàng cũng nhìn ra, Tiêu Phàm chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi. Thần vương cảnh hậu kỳ, cùng đại đế cảnh tiền kỳ, thế nhưng là ngày đêm khác biệt a, này khiến Diệp Thi Vũ như thế nào không lo lắng đây. Bất quá, Diệp Thi Vũ vẫn như cũ tin tưởng Tiêu Phàm, tin tưởng bản thân nam nhân, cái này cho tới bây giờ không để cho nàng thất vọng hơn người. Dù là thần vương cảnh hậu kỳ lại như thế nào, đối mặt đại đế cảnh, cũng đồng dạng không sợ. Yên tâm, người phu quân thực lực, giết một đầu chó, không cần bao lâu thời gian. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Bất quá, khi hắn quay người một sát na kia, trên mặt Tiếu Dung nháy mắt liền vô tận sát ý thay thế, hoàn toàn tựa như thay đổi một người một dạng. Giờ phút này Tiêu Phàm, nghiễm nhiên liền là một cái sát thần lâm thế. Bắc thần tinh hồn nghe được Tiêu Phàm lời nói, khí sắc mặt tái nhợt, hắn đường đường phong thiên nhất tộc thiếu chủ, đại đế cảnh cường giả, lại bị người nói thành một con chó. Tiểu tử, người rất có gan, rất tốt, rất tốt, bản công tử nhất định phải để ngươi tận mắt chứng kiến, người nữ nhân ở ta dưới thân hầu hạ một màn. Bắc thần tinh hồn mặt lộ vài tia điên cuồng nói. Giết hắn, đột nhiên, Bắc thần tinh hồn hai tay chấn động, gầm thét một tiếng. Tiêu Phàm thực lực mặc dù không tệ, nhưng hắn vẫn như cũ không có đặt ở trong lòng, căn bản không đáng hắn tự mình động thủ. Tiêu Phàm, lúc này, thần vô tâm cũng từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy Tiêu Phàm đối mặt nhiều người như vậy, sắc mặt hơi hơi biến đổi. Thay ta bảo hộ bọn họ, Tiêu Phàm trực tiếp đầu cũng không hồi, dùng mệnh lệnh giọng điệu nói. Thần vô tâm nội tâm vô cùng khó chịu, bất quá cũng biết rõ sự tình tính nghiêm trọng, trực tiếp ngậm miệng không nói. Giết, từng tiếng quát như sấm vang lên, lại là phong thiên nhất tộc tu sĩ điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà đến. Bọn họ không dám đối nắm giữ phong thiên nhất tộc ba đời trở lên huyết mạch Diệp Thi Vũ động thủ, nhưng đối Tiêu Phàm, tự nhiên là không chỗ nào cố kỵ. Trên trăm thần vương cảnh cường giả đồng thời chán phóng đáng sợ sát ý, đừng nói thần vương cảnh, liền là đại đế cảnh đoán chừng cũng phải sợ hãi. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại cầm trong tay tu la kiếm. Mặt trầm như nước, căn bản không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại lộ ra một tia điên cuồng. Mắt thấy phong thiên nhất tộc sắp đánh tới thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra miệng, ngửa mặt lên trời nộ khiếu, giống tiếng giống như sấm, đi qua, hư không toàn bộ đều vỡ nát, càng là có hay không nghèo vô tận huyết sắc kiếm khí ở hư không xuyên loạn, hủy diệt tất cả, chôn vùi tất cả. Phốc phốc phốc, từng đạo bạo phá vang lên. Phàm là bị sóng âm trùng kích thần vương cảnh cường giả, toàn bộ đều phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều chấn vỡ, lập tức bị huyết sắc kiếm khí xuyên thủng, chết đến không thể lại chết. Những người khác nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều hít một hơi lạnh. Phải biết, bọn họ yếu nhất đều là thần vương cảnh hậu kỳ A, dĩ nhiên ngăn không được một hống chi uy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu, Bắc thần tinh hồn cũng giống như sống gặp quỷ đồng dạng, trong mắt đều là không thể tin. Dù là hắn, cũng không có khả năng hống một tiếng đánh giết mười mấy cái thần vương cảnh cường giả A. Chớp mắt, hống một tiếng liền giết chết 30-40 thần vương cảnh cường giả, bọn họ cũng liền hơn 100 người, lại có thể tiếp nhận Tiêu Phàm mấy giống. Một tiếng gầm này, tự nhiên là Tiêu Phàm lĩnh ngộ sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu, sát đạo chi âm. Đệ tứ trọng sát đạo chi âm, dùng hợp sát lục pháp tắc cùng âm ba công kích, uy lực vô tận, hơn nữa còn tạo thành một tia riêng biệt pháp tắc lĩnh vực lực lượng, tự nhiên không phải là bình thường thần vương cảnh hậu kỳ cường giả có thể so sánh. Dù những cái kia thần vương cảnh đỉnh phong, nếu như chính diện ngạnh kháng mà nói, cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Một nhóm phế vật, giết A, Bắc thần tinh hồn lấy lại tinh thần, lần nữa phẫn nộ quát. Đồng thời, chính hắn cũng lách mình biến mất ở nguyên chỗ, hướng về Tiêu Phàm đánh tới, dựa vào hắn thuộc hạ, muốn giết chết trước mắt người này quá khó khăn, chỉ có chính hắn tự mình xuất thủ, mới có thể thành công. Bắc thần tinh hồn người còn chưa tới gần, hư không đã xuất hiện lít nha lít nhít thần văn, từ tứ phía bát phương hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi híp híp hai mắt, thần văn chi thuật sao? Tiêu Phàm bản thân liền là thần văn sư. Tự nhiên rất rõ ràng thần văn chi thuật đáng sợ, đồng giai tu sĩ, nếu là có thể trưởng khống thần văn chi thuật, 8-9 phần 10 có thể chiếm được thượng phong. Mà trước mắt Bắc thần tinh hồn, không phải vẻn vẹn chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ, mà là đại đế cảnh tiền kỳ.
dạng này thực lực, cũng đã đủ để quét ngang đại đế cảnh phía dưới tất cả mọi người. Huống chi, người này thần văn chi thuật tạo nghệ cũng không đơn giản, liền Tiêu Phàm đều có chút hãi hùng khiếp vía. Phu quân cẩn thận, người này là phong thiên nhất tộc người, am hiểu thần văn chi thuật. Lúc này, Diệp Thi Vũ thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Phong thiên nhất tộc, Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại, cái tên này, Tiêu Phàm lại cực kỳ quen thuộc. Bởi vì Diệp Thi Vũ cũng là phong thiên nhất tộc, lúc trước vì bảo hộ mình và chiến hồn đại lục, nàng dứt khoát lựa chọn phong ấn chiến hồn đại lục, nhường chiến hồn đại lục có thể phục hồi như cũ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến, trên đời này dĩ nhiên còn có một cái phong thiên gia tộc. Hơn nữa người này như thế tuổi trẻ, liền đã đột phá đến đại đế cảnh, đủ để có thể thấy được người này thiên phú, cùng người này phía sau thế lực đáng sợ. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền lấy lại tinh thần, lúc này, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, bốn phía thần văn cũng đã bao vây lấy hắn, một cỗ đáng sợ lực lượng hướng về hắn nghiền ép mà tới. Dù là hắn nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng ở cỗ này áp lực dưới, cũng cực kỳ khó chịu. Giống Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gầm thét, sát đạo chi âm tái hiện, cuồng bạo phong ba mãnh liệt tứ phương, đánh tan không ít thần văn chi thuật. Bất quá, rất nhanh lại có tân thần văn bổ sung, áp lực không giảm mảy may, ngược lại tăng lên không ít. Pháp tắc ảo diệu cũng muốn phá bản tỏa không gian thần văn, thực sự là cười nhạo. Bắc thần tinh hồn khinh thường cười một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt giống như lại nhìn một cái người chết một dạng. Không gian thần văn sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, chính hắn cũng tu luyện hư không thần văn, đối này không gian thần văn tự nhiên cũng có hiểu rõ. Chỉ là hắn cũng biết rõ, hư không thần văn chỉ là không gian thần văn một bộ phận, căn bản phá giải không được bắc thần tinh hồn thủ đoạn. Trong lòng của hắn có chút hối hận, những năm này, bản thân một mực chuyên chú vào thực lực cùng tu vi tăng lên, ngược lại là không để ý đến thần văn lĩnh ngộ cùng tu luyện. Phải biết, hắn thế nhưng là lấy được vô trần bí điển A, đây chính là một bộ thần văn bí điển, nếu như tu luyện tới đỉnh phong, tuyệt đối có thể tiếu ngạo thái cổ thần giới. Nhìn đến có thời gian cũng phải tu luyện một cái vô trần bí điển mới được. Tiêu Phàm hít khẩu khí. Nếu luận mỗi về thần văn tạo nghệ, ở trước mặt bắc thần tinh hồn, Tiêu Phàm tự than thở không bằng, người này không hổ là phong thiên nhất tộc. Bất quá, hắn lớn nhất ỷ vào, cũng không phải thần văn chi thuật, mà là tu la chi thể, cùng thời không thiên châu. Làm Tiêu Phàm chuẩn bị thôi động trong tay thời không thiên châu thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên bỗng nhiên ngừng thân hình. Hắn cảm giác mình thật lâu chưa từng lĩnh ngộ thời không pháp tắc, dĩ nhiên tựa như biến không minh lên. Nguyên bản Tiêu Phàm nghĩ một kích diệt sát bắc thần tinh hồn, nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm lại đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, hắn chung quanh không gian đột nhiên phát sinh biến hóa, vô số pháp tắc thần liên không ngừng xuyên toa, hướng về bốn phía thần văn gào thét mà đi. Ân, bắc thần tinh hồn nhìn thấy một màn này, khinh thường cười nói, dĩ nhiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Muốn dùng không gian pháp tắc đối phó bản tỏa hư không thần văn, buồn cười đến cực điểm. Thoại âm rơi xuống, bắc thần tinh hồn lần nữa phát lực, thần văn uy lực thế mà bạo tăng, đầy trời đều là thần văn hư ảnh, hóa thành từng tầng chồng chất không gian đè ép Tiêu Phàm. Ken két, Tiêu Phàm thể nội truyền ra một trận xương cốt vỡ tan thanh âm, ngoài thân tràn ra từng tia máu tươi, lưng cũng chậm chậm cong xuống dưới. Bất quá! Tiêu Phàm vẫn như cũ cắn răng kiên trì, buộc hai mắt cảm thụ được chung quanh không gian pháp tắc lực lượng. Không, nói cho đúng, cũng đã không chỉ là không gian pháp tắc, còn hàm chứa thời không pháp tắc. Hắn quanh thân thời không pháp tắc thần liên càng ngày càng nhiều, xen lẫn thành một cái vòng xoáy, tự thành một phiến không gian. Theo lấy thời không vòng xoáy xuất hiện, Tiêu Phàm tiếp nhận áp lực cũng càng ngày càng nhỏ, lưng lần nữa thẳng tắp, mặc cho chung quanh không gian thần văn nghiền ép. Không có khả năng, người một cái thần vương cảnh hậu kỳ, có thể nào tiếp nhận không gian chi lực ma diệt. Bắc thần tinh hồn trợn to hai mắt, một bộ không thể tin bộ dáng. Phải biết, hắn thế nhưng là đại đế cấp tiền kỳ tu vi A, thần văn chi thuật càng là hắn am hiểu lĩnh vực, này không gian trùng điệp nghiền ép, đủ để nghiền sát bình thường đại đế cảnh tiền kỳ cường giả. Nhưng trước mắt cái này thần vương cảnh hậu kỳ tiểu tử, dĩ nhiên sinh sinh chống đỡ. Vậy hắn nhục thân được như thế nào cường đại, hắn không biết là, nếu như Tiêu Phàm thi triển tu la cửu biến, loại này không gian nghiền ép,
căn bản là không làm gì được hắn mảy may. Thậm chí, một khi biến hóa ra Tu La Đệ Tam biến, hắn một quyền liền có thể đánh nát bốn phía hư không. Nhưng là, hắn không có. Hắn hiện tại chỉ muốn mượn cơ hội này lĩnh ngộ thời không pháp tắc đệ tứ trọng, một khi thành công, liền chỉ cần lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc cùng phong chi pháp tắc đệ tứ trọng, hắn liền có thể nhất cử đột phá thần vương cảnh đỉnh phong. Những ngày qua, Tiêu Phàm một mực suy nghĩ thời không pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu, có thể vẫn không có thành công, hiện tại cơ hội tới, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hỗn trướng, đi chết đi, Bắc Thần tinh hồn nổi giận. Hắn cảm nhận được Tiêu Phàm thể nội dập dần bạo tạc tính chất lực lượng, cũng đã không dám trì hoãn. Thoại âm rơi xuống, Bắc Thần tinh hồn trong tay đột nhiên xuất hiện một kiện cả người hiện lên hắc sắc pháp bảo. Cẩn thận xem xét, kia pháp bảo lại là một thanh cả người hiện lên hắc sắc dù, cũng liền ba thước lớn nhỏ, lại phát ra một loại tuyệt thế lạnh lẽo khí tức, hư vô đều bị đông cứng thành hàn băng. Đây là, vạn hồn tà ma tán. Thần vô tâm cảm nhận được kia âm u khí tức, con người co rụt lại, không khỏi hít một hơi lạnh. Cái gì là vạn hồn tà ma tán? Diệp Thi Vũ lo lắng hỏi, từ thần vô tâm ngữ khí bên trong, nàng nghe được thanh dù này bất phàm. Truyền văn, vạn hồn tà ma tán, chính là dùng vạn năm lạnh âm sắt chế tạo nan dù, mặc dù chính là dung luyện 99999 tà ác linh hồn mà thành, bên trong tự thành thế giới, chính là cực kỳ tà ác đế binh. Có thể để địch nhân lâm vào huyễn cảnh, mê thất bản thân. Thần vô tâm giải thích nói, hắn nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Diệp Thi Vũ nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp cũng đều là lo lắng thần sắc, lách mình liền chuẩn bị xông đi lên. Ngươi không giúp được hắn, thậm chí còn có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Diệp Thi Vũ vừa mới phóng ra bước chân, liền bị Vân Phán Nhi giữ chặt, mặt không chút thay đổi nói, yên tâm, hắn không chết được. Thế nhưng là, Diệp Thi Vũ còn muốn nói cái gì, có thể nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Vân Phán Nhi lời nói. Khắc khắc lúc này, một trận tà ác tiếng cười vang vọng hư không, vô cùng vô tận hắc sắc ma ảnh hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà đi, lạnh lẽo khí tức, nhường mấy ngàn dặm chu vi đều run rẩy lên. Diệp Thi Vũ chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, nàng hận bản thân thực lực không đủ, dù là đi qua vạn năm, cũng một dạng kéo Tiêu Phàm lui lại. Thần vô tâm nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm không trung, nếu là trước đó, hắn thế nhưng là ước gì Tiêu Phàm chết, nhưng là hiện tại, không biết tại sao, hắn rất muốn Tiêu Phàm có thể sống sót. Chỉ là, đây chính là trong truyền thuyết hung binh vạn hồn tà ma tán A, Tiêu Phàm có thể còn sống sót sao? Trong hư vô, Tiêu Phàm chung quanh pháp tắc thần liên, cùng đầy trời thần văn, hoàn toàn bị hắc sắc ma ảnh che khuất, đoàn người cũng đã nhìn không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn thấy Bắc Thần tinh hồn đứng thẳng không trung, trong tay thao túng vạn hồn tà ma tán, không ngừng đánh thẳng vào Tiêu Phàm. Dám mượn nhờ bản công tử không gian thần văn tu luyện, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Bắc Thần tinh hồn cười lạnh không thôi. Nói chung, người ở trong tu luyện, đều sẽ tiến vào một loại đặc thù cảnh giới, không thể bị ngoại giới quấy rầy. Bởi vậy, có thể ở trong chiến đấu lĩnh ngộ, mà không nhận ngoại giới quấy rầy người. Không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tài. Coi như Tiêu Phàm có thể hoàn toàn không bị ngoại giới quấy rầy, có thể này đầy trời tà ma thế nhưng là không lỗ không vào, một khi xâm nhập Tiêu Phàm thể nội, Tiêu Phàm trạng thái tất nhiên sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó nhẹ thì trọng thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nhìn thấy vô số tà ma xông vào Tiêu Phàm thể nội, Bắc Thần tinh hồn trên mặt đều là đắc ý, ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm đã là một cái người chết. Nhưng mà mấy tức sau đó, Bắc Thần tinh hồn tiếu dung chậm rãi động lại. Không có khả năng, không có khả năng. Bắc Thần tinh hồn đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư, tựa như sống gặp quỷ một dạng. Đây chính là vô số tà ma a, tiểu tử này dĩ nhiên một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Xác thực như Bắc Thần tinh hồn nói, Tiêu Phàm một mực đứng ở hư không, không nhúc nhích, mặc cho vô số tà ma xông vào hắn thể nội. Tựa như tất cả không có quan hệ gì với hắn một dạng. Đừng nói là đang tu luyện, coi như chính diện đối địch, đối mặt nhiều như vậy tà ma trùng kích, người bình thường linh hồn cũng sẽ bị xé rách đi. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm khí tức bình ổn, khí thế càng ngày càng cường đại, này khiến Bắc Thần tinh hồn như thế nào tin tưởng đây? Hắn chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm vốn liền là tu la chi thể, đồng dạng tà ma, hắn căn bản không sợ.
Hơn nữa, hắn còn luyện hóa vô số ma tính tinh hoa, những cái kia ma tính tinh hoa có thể đều là đại đế cảnh tu vi trở lên cường giả A, cùng nó so sánh, những cái này tà ma hư ảnh, lại tính được cái gì? Nói câu không dễ nghe, những cái này tà ma, cho Tiêu Phàm gãi ngứa đều không đủ. Làm những cái kia tà ma tiến vào thể nội thời khắc, liền trực tiếp bị linh hồn bản thể luyện hóa, xem như năng lượng hấp thu. Lúc này, Bắc Thần tinh hồn cũng có vẻ như phát hiện cái này quỷ dị sự tình, có rất nhiều tà ma hư ảnh cùng hắn mất đi liên hệ, dẫn đến tà ma số lượng đang không ngừng giảm bớt. Loại tình huống này, Bắc Thần tinh hồn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, đừng nói gặp qua, liền là nghe đều không nghe nói qua. Ý niệm khẽ động, Bắc Thần tinh hồn chuẩn bị thu hồi vạn hồn tà ma tán, hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng việc này tuyệt đối cùng Tiêu Phàm có quan hệ, hắn cũng không muốn bị Tiêu Phàm hủy vạn linh tà ma dù. Nhưng mà, còn không chờ hắn thu hồi tà ma hư ảnh, không trung phía trên, bỗng toát ra một đạo quang hoa sáng chói, ngay sau đó, một đạo ấn ký mang theo cuồn cuộn thiên uy, từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh thiên động địa. Chấn hồn ấn, chấn áp. Hư không một tiếng quát nhẹ vang lên, lại là chẳng biết lúc nào, một mực nhắm mắt Tiêu Phàm dĩ nhiên đứng dậy, hắn tay phải hiện ra ném ra ngoài vật gì đó tư thế. Cái này động tác 10 phần quỷ dị, nhưng Bắc Thần tinh hồn vẫn là trước tiên phát hiện cái gì, tranh thủ thời gian hướng về sau lưng thối lui. Rầm rầm rầm, từng tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra, lại là những cái kia còn chưa kịp thu hồi đi tà ma hư ảnh, trực tiếp bị đạo kia to lớn ấn ký oanh sát. Cái gì đều không lưu lại. Ken két một trận kim loại vỡ ra thanh âm vang lên, lại là Bắc Thần tinh hồn trong tay vạn hồn tà ma tán nan dù dĩ nhiên gãy mất tận mấy cái. Đồng thời, mặc dù cũng xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, cũng đã hối hận không còn hình dáng. Phốc, Bắc Thần tinh hồn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Vạn hồn tà ma tán thế nhưng là hắn át chủ bài một trong, có thể giờ phút này, lại bị một cái thần vương cảnh tu sĩ cho cơ hội hủy diệt, này khiến hắn như thế nào không giận đây. Trong lòng của hắn càng thêm hiếu kỳ, Tiêu Phàm là như thế nào hủy đi ở trong tay hắn vạn hồn tà ma tán. Tất cả những thứ này tự nhiên quy công cho từ Lục Thừa Vân nơi đó lấy được chấn hồn ấn, Tiêu Phàm vẫn không có sử dụng, thứ nhất là hắn không có gặp gỡ đủ mạnh đối thủ. Thứ hai thì là chấn hồn ấn chuyên môn châm đối linh hồn, Tiêu Phàm tự thân linh hồn đã đầy đủ cường đại. Nên cũng căn bản không dùng được. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Tiêu Phàm một mực luyện hóa chấn hồn ấn, bỏ ra đến mấy năm thời gian mới đem chấn hồn ấn triệt để nắm giữ. Tiêu Phàm cũng 10 phần chấn kinh vạn hồn tà ma tán uy lực, dĩ nhiên trực tiếp hủy hàng ngàn hàng vạn tà ma hư ảnh, đây cũng quá bất khả tư nghị. Này mua bán đáng giá, Tiêu Phàm trong lòng thầm nói, mặc dù đắc tội Lục gia, nhưng là chiếm được chấn hồn ấn, nhưng cũng cực kỳ khó được. Ta muốn giết ngươi, vạn hồn tà ma tán hủy một nửa, Bắc Thần tinh hồn triệt để phẫn nộ. Hắn mở ra bàn tay, trong tay lăng không xuất hiện một thanh trường kiếm, chán phóng mấy trăm trượng kiếm mang, một kiếm hướng về Tiêu Phàm chém xuống. Cùng Tiêu Phàm chiến đấu lâu như vậy, nhưng hắn ăn hai cái thua thiệt, Bắc Thần tinh hồn cũng đã giận không thể át, thậm chí hắn đều quên bản thân là vì cái gì mà đến. Kiếm mang tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như thiểm điện. Chán phóng vô tận thần hoa, đoạt người ánh mắt. Một kiếm này chém xuống, Tiêu Phàm đoán chừng không chết cũng tàn phế. Thế nhưng là, Tiêu Phàm giờ phút này bị không gian thần văn vây khốn, hắn có thể đủ chống đỡ được sao? Phu quân, Diệp Thi Vũ kêu to, trong mắt lập lòe lệ quang, ý niệm khẽ động, bốn đạo lưu quang bỗng nhiên từ vô tận trong hư vô gào thét mà tới. Hừ, các ngươi cũng phải chết. Bắc Thần tinh hồn lạnh lùng trừng Diệp Thi Vũ một cái, nói, còn thất thần làm cái gì, giết các nàng. Phong Thiên nhất tộc tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, cuối cùng trên mặt đều lóe qua vẻ tàn nhẫn, nhao nhao hướng về Diệp Thi Vũ bọn họ vồ giết mà đi. Bắc Thần tinh hồn nhìn thấy, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Buồn cười như vậy sao? Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, ở Bắc Thần tinh hồn kinh hãi mục quang bên trong. Kia đầy trời thần văn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang hoa bay vụt tứ phương. Cùng lúc đó, kia kiếm quang cũng bạo tán mà ra, Bắc Thần tinh hồn trong tay trường kiếm, tức thì bị một cái tay nắm chặt, mặc cho Bắc Thần tinh hồn dùng lực như thế nào, cũng khó có thể giãy giụa mảy may. Bắc Thần tinh hồn con ngươi co rụt lại, ngẩng đầu xem xét,
lại là nhìn thấy một trương hiện ra cười tà khuôn mặt, đang nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Đã ngươi nghĩ bọn họ chết, ta thành toàn các ngươi. Tiêu Phàm tiện tay hất lên, Bắc Thần tinh hồn nắm chặt trường kiếm lui về phía sau mấy bước, ở lực lượng phương diện, hắn bại hoàn toàn. Thời không, nghịch chuyển, không đợi Bắc Thần tinh hồn kịp phản ứng, một tiếng quát nhẹ quanh quẩn ở hư không, rung động mỗi người tâm linh. Một khắc sau, quỷ dị sự tình phát sinh, chỉ thấy chuẩn bị công sát Diệp Thi Vũ bọn họ kia 60-70 cái thần vương cảnh, dĩ nhiên tập thể hướng về hậu phương bay đi, kéo dài không sai biệt lắm hai cái hô hấp thời gian. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, quét bốn phía một cái, bọn họ phát hiện, bản thân dĩ nhiên đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Thời không nghịch lưu, Bắc Thần tinh hồn trong mắt lộ ra kinh hãi, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Giống, nhưng mà, một trận tiếng giống giận dữ đem hắn suy nghĩ kéo trở về, ngay sau đó, Bắc Thần tinh hồn mặt đều trắng ra. Thanh âm kia, Bắc Thần tinh hồn lại cực kỳ quen thuộc, vừa mới hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy 30-40 người chết ở dưới một tiếng gầm này a. Nhưng hiện tại, thanh âm này dĩ nhiên vang lên lần nữa, hơn nữa xông phá không gian thần văn trói buộc, khóa chặt còn lại 60-70 người. Phong Thiên nhất tộc những người khác cũng càng thêm không nghĩ đến, cùng Bắc Thần tinh hồn chiến đấu Tiêu Phàm, dĩ nhiên còn có dư lực đối phó bọn hắn, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chỉ là, bọn họ tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng Tiêu Phàm sát đạo chi âm. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, lại có một nửa tu sĩ chết ở dưới sát đạo chi âm, mặt khác may mắn còn sống sót xuống tới tu sĩ, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vậy cũng đều là thần vương cảnh a, dĩ nhiên trong lúc hô hấp lại chết mười mấy cái, dạng này thực lực, cũng quá đáng sợ. Thời không pháp tắc đệ tứ trọng, cuối cùng thành công. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Bây giờ sát lục pháp tắc cùng thời không pháp tắc toàn bộ đều lĩnh ngộ đệ tứ trọng ảo diệu, chỉ kém sinh tử pháp tắc cùng phong chi pháp tắc. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể trực tiếp đột phá thần vương cảnh đỉnh phong. Bất quá Tiêu Phàm không có, một khi đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, đối sinh tử pháp tắc cùng phong chi pháp tắc sẽ sinh ra một loại cảm giác bài xích, muốn lĩnh ngộ khả năng liền càng thêm khó khăn. Bắc Thần tinh hồn sắc mặt biến khó xử đến cực điểm. Tiêu Phàm vậy mà ở hắn mí mắt phía dưới, giết hắn mười mấy cái thuộc hạ, này khiến hắn như thế nào không điên cuồng. Nhất là Tiêu Phàm dĩ nhiên lĩnh ngộ thời không pháp tắc thời không nghịch lưu ảo diệu, này khiến hắn càng thêm tức giận. Thời không nghịch lưu, mặc dù chỉ là nhường thời không nghịch lưu mấy hơi thở thời gian, nhưng ở trong đó đáng sợ, Bắc Thần tinh hồn vừa mới thế nhưng là tận mắt được chứng kiến. Chết, Bắc Thần tinh hồn gầm lên giận dữ. Kinh khủng thần lực ở trên người hắn sôi trào, ở sau lưng hắn, càng là xuất hiện một phiến chói lọi thế giới. Chói lọi thế giới bên trong, từng tầng không gian trùng điệp, lộng lẫy xa hoa, đoạt người ánh mắt. Bất quá này chói lọi phía dưới, lại là hàm chứa một loại đáng sợ lực lượng, đây là đại đế cảnh cường giả độc hữu thế giới chi lực. Đột phá đại đế cảnh, nội thiên địa đại khuếch trương, tạo thành một phiến chân chính thế giới, này thế giới. Không biết so nội thiên địa cường đại gấp bao nhiêu lần. Phải biết, nói chung, thần vương cảnh cường giả chết rồi, nội thiên địa cũng sẽ chậm rãi biến mất, căn bản không thể trường tồn ở đời. Nhưng là thế giới khác biệt, hắn bên trong pháp tắc chi lực cũng đã viên mãn, đủ để chống đỡ lấy thế giới vận chuyển, dù là đại đế cảnh cường giả triệt để diệt vong, thế giới cũng có thể vận chuyển xuống, liền tựa như một cái chân chính thế giới. Hơn nữa, đại đế cảnh cường giả, liền là tự thân thế giới trưởng khống giả, hắn có thể đủ điều động tự thân thế giới chi lực, uy lực tuyệt luân. Đây cũng là tại sao đại bộ phận thần vương cảnh tu vi không cách nào vượt giai đối chiến đại đế cảnh cường giả nguyên nhân một trong. Không gian thế giới lực lượng sao? Tiêu Phàm lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, đây là hắn chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất đối mặt đại đế cảnh cường giả chiến đấu, không dám có bất luận cái gì khinh thường. Vừa mới may mắn thành công lĩnh ngộ thời không pháp tắc đệ tứ trọng, hắn thực lực lần nữa tăng lên một cái tầng thứ, không nhiều cũng không có phát huy chất thuế biến. Muốn chiến thắng Bắc Thần tinh hồn, hắn ỷ vào như trước vẫn là thời không thiên châu cùng tu la cửu biến. Nhìn thấy kia không gian thế giới nghiền ép mà tới, Tiêu Phàm lông mày chậm rãi giãn ra, cùng lúc đó, hắn nắm thật chặt trong tay thời không thiên châu, cuồn cuộn thần lực tràn vào trong đó.
Mặc dù chỉ là đem thời không thiên châu luyện hóa hai thành, nhưng là Tiêu Phàm tự tin, đừng nói là đại đế tiền kỳ, liền là đại đế trung kỳ, cũng chưa hẳn có thể ngăn cản thời không thiên châu lực lượng. Phu quân, mau trốn. Diệp Thi Vũ khàn cả giọng kêu to, hai mắt sưng đỏ, hơi nước bốc hơi. Nhìn thấy Tiêu Phàm, nàng là phát ra từ nội tâm khai tâm cùng kích động, giống như mộng ảo. Nhưng nàng không nghĩ Tiêu Phàm vì cứu bản thân, mà đem bản thân dựng ở chỗ này, nàng tình nguyện bản thân chết, cũng không nguyện ý Tiêu Phàm bị giết. Trốn, trốn được sao? Bắc Thần Tinh Hồn cười lạnh một tiếng, thao túng không gian trực tiếp bao phủ xuống, muốn đem Tiêu Phàm ép thành thịt nát. Này không gian thế giới uy lực, có thể so sánh không gian thần văn muốn cường đại gấp mấy lần có thừa, thế giới chi lực, thế nhưng là đại đế cấp cường giả chân chính át chủ bài. Nếu như không phải kiến thức đến Tiêu Phàm cường đại, Bắc Thần Tinh Hồn tâm sinh ý quyết giết, hắn cũng sẽ không điều khiển thế giới chi lực. Dù sao, thế giới chi lực tiêu hao, đối tự thân thế giới thế nhưng là có rất lớn ảnh hưởng, một khi vượt qua phụ tải, vô cùng có khả năng cho mình thế giới tạo thành bị thương. Nhìn xem Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích, Bắc Thần Tinh Hồn còn tưởng rằng Tiêu Phàm bị bản thân thực lực dọa sợ. Hơn nữa, nếu như Tiêu Phàm trước đó đào tẩu, còn kịp, nhưng là hiện tại, coi như Tiêu Phàm muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Ta cần trốn sao? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn Bắc Thần Tinh Hồn một cái, khóe miệng lộ ra một tia đăm chiêu. Nếu như Bắc Thần Tinh Hồn lĩnh ngộ là thế giới khác lực lượng, hắn có lẽ còn sẽ kiêng kỵ mấy phần. Nhưng là không gian thế giới lực lượng nha, Tiêu Phàm chỉ có thể chẳng thèm ngó tới. Tử đáo lâm đầu, còn mạnh miệng, Bắc Thần Tinh Hồn gầm thét, cười lạnh một tiếng. Ai tử đáo lâm đầu còn không nhất định đây, Tiêu Phàm đáp lại nói. Làm không gian thế giới rơi xuống thời khắc, không chút do dự kích phát thời không thiên châu, chỉ thấy một đạo hôi sắc quang mang từ lòng bàn tay hắn nở rộ mà ra, giống như một cái quang cầu nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán. Kiến càng lay cây, Bắc Thần Tinh Hồn nhìn thấy Tiêu Phàm dĩ nhiên còn muốn phản kháng, tức khắc ngông cuồng cười ha hả. Chỉ là lời chưa nói xong, hắn sắc mặt tức khắc vừa nhảy, tiếu dung nháy mắt biến mất, chiếm lấy là vô cùng kinh hãi, thân thể đều bỗng nhiên run rẩy lên. Ở hắn kinh hãi mục quang bên trong, hắn thời không thế giới, dĩ nhiên không ngừng sụp đổ, tựa như càn khôn đoạn diệt, mở lại thiên địa một dạng. Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung lúc, không biết tại sao, Bắc Thần Tinh Hồn trong lòng một cái lộp bộp, trên mặt dĩ nhiên lộ ra sợ hãi. Không gian thế giới sụp đổ rất nhanh, Bắc Thần Tinh Hồn trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể không ngừng lui lại. Nhưng kia hôi sắc quang mang cũng đã trùng kích đến hắn nhục thân, làm vỡ nát hắn ngũ tạng lục phủ, thể nội thế giới càng là nổ tung, hóa thành một phiến hỗn độn. Bất quá hắn tốt xấu cũng là đại đế cảnh tiền kỳ cường giả, rút lui tốc độ cực nhanh. Dĩ nhiên chạy ra khỏi hôi sắc quang mang nghiền ép. Thế nhưng là, mặt khác phong thiên nhất tộc nhưng không có hắn vận tốt như vậy, nháy mắt bị hôi sắc quang mang đảo qua, cả người lảo đảo một cái, lập tức đứng sừng sững ở hư không, cũng không còn bất luận cái gì động tĩnh. Cách rất xa nhau, Bắc Thần Tinh Hồn có thể rõ ràng cảm nhận được, những cái kia phong thiên nhất tộc người, thể nội lại không bất luận cái gì sinh cơ. Chết, Bắc Thần Tinh Hồn lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư, không có khả năng, không có khả năng, người một cái thần vương cảnh, làm sao có thể có dạng này thực lực. Thần vô tâm thân thể cũng kịch liệt run rẩy, hắn một mực coi chính mình cùng Tiêu Phàm chênh lệch càng ngày càng gần, thẳng đến hiện tại, hắn rốt cục biết rõ bản thân ý nghĩ có bao nhiêu buồn cười. Kia Bắc Thần Tinh Hồn thế nhưng là đại đế cảnh A, hơn nữa còn là một cái thần văn sư, có thể vẫn như cũ không phải Tiêu Phàm đối thủ, thậm chí kia 100 thuộc hạ. Toàn bộ vẫn lạc. Giờ khắc này, Tiêu Phàm ở thần vô tâm trong lòng đáng sợ trình độ, hoàn toàn đạt đến một cái đỉnh điểm. Cao không thể leo tới, xa không thể chạm, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Bất quá Tiêu Phàm nghiễm nhiên không có vượt người khác ý nghĩ, hắn hiện tại chỉ muốn thừa cơ giết chết Bắc Thần Tinh Hồn. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở Bắc Thần Tinh Hồn cách đó không xa, lần thứ hai thôi động trong tay thời không thiên châu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 141.